tiếp tục cái like bộ dập ly mango nha mọi người ơi. À cái cổ sơ mi hồi sáng mọi người kiếm á, bây giờ tiếp soạn ra được một ít này nha mọi người. Rồi bán giá sale cho mọi người là 109.000 thôi. Rồi hello Mỹ Nguyên. Nha. 40 đến 57 kg là size cái đang mặc, chứ có size đại, trung với đại hai cỡ nha. Rồi, hồi sáng này chưa chốt kịp, bây giờ mình vô mình chốt nha mọi người. Hôm nay là dập ly ha. Mọi người về gài nút lại tiếp nha. Dạ em chào chị Dương Rạng. Rồi 109.000 giá sale nha mọi người, không có quần chút hết chị. Rồi lấy đi cho tiết bộ mặt là đỏ nha, 40 đến 57 kg đỏ dài nha mấy chị. Em nhận đồ rồi đẹp lắm chị. Rồi cảm ơn em Diệp Thủy. Rồi mọi người ơi, đỏ nha, của Sumi nè. Rồi Tiền Nguyễn nó bộ chi mặt. Rồi đây em ơi đẹp lắm luôn. Đây cho mọi người xem cái người mẫu mặt nè ha. Bộ này mình ghi cho tiếp là xanh đen nha, 40 đến 57 kg xanh đen, quần dài hết, cái mẫu tiết mặt là quần dài nha. Rồi đây dập ly đẹp lắm luôn, 40 đến 57 kg mình ghi cho tiếp là xanh đen. Rồi dập ly mà của sơ mi mẫu mới nhất luôn mọi người, nhưng mà tiếp vẫn bán giá sale thôi, có 109.000 thôi. Rồi mã này ghi cho tiếp là xanh đen nha. Rồi đỏ phía lại chốt rồi, đỏ chốt rồi nha. Rồi bộ này là đại, đây cả nhà, đại là 60 cho đến là 70 kg nha. Mình ghi cho tiếp bộ này là đỏ đại 60 đến 70 kg đó. Toàn đồ đẹp không, chân bông cho mình luôn nha. Rồi ghi cho tiếp là đỏ đại 60 đến 70 kg đỏ đại. Rồi kiểu giống tiết mặt có size đại luôn. Cái này thì 60 đến 67 kg mình ghi cho tiết là đen đại. Yến Trịnh lấy xanh đen rồi ok khách. Đây mọi người, bộ này đại nha mọi người, đại này là form 60 cho đến 67 kg. Mình ghi mã là đen đại giùm tiết nha, kiểu giống tiết đang mặt của Sumi. Rồi dập ly. Đây mọi người. À dập ly cho nên là dễ mặc. Rồi đen đại giùm tiết nha. Quá đẹp chưa, 60 đến 67 kg. Rồi một giá một nha, 109.000. Rồi Lương Lu lấy đen đại ok khách. Nguyên Dương ơi, chị ơi, khách mới phải kèm số điện thoại mới chốt hàng được nha chị. Rồi giống như tiết mặt 40 đến 57 kg mình ghi chi tiết là xanh, đẹp lắm luôn. 40 đến 57 kg xanh. Đây, size giống tiết mặt nha, 40 đến 57 kg chốt tiết xanh của sơ mi. Rồi xanh. Đẹp quá đẹp ha. Mã của mình là xanh. Rồi riêu này tiết có 3 bộ, à xanh tiết có 2 bộ luôn nè. À xanh với xanh đại. Xanh với xanh đại mọi người, đại là 60 đến 67 kg nha. Rồi xanh với xanh đại, mọi người lấy đi ghi giùm tiết. Và bộ này ghi cho tiếp là riêu nha, 40 đến 57 kg, kiểu đúng tiếng ăn mặc ha, riêu. Rồi hanh chút. Tiếng lai dập ly khách không có to nha khách ơi. Rồi mã này ghi cho tiếp là riêu 40 đến 57 kg. Xanh đại Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Hoàng Anh. Đây nè em, đại ha. Rồi bộ này riêu. Đẹp quá nha, 40 đến 57 kg. Rồi chốt tiết riêu 40 đến 57 kg. Anh chúng có riêu. Rồi riêu cộng bộ, ai lấy chốt riêu nha mọi người. Rồi
rồi bộ này ghi cho tiếng là kem đại, đại là 60 đến 70 kg nha. Bộ đẹp quá nè. Kem đại ha, 60 đến 70 kg, kem đại. 60 đến 70 kg, kem đại. Rồi lá đại 60 đến 70 kg, quên nữa, em hỏi Huệ á. Chị nhắn tin mấy chị chuyển khoản, Huệ có thấy tin nhắn chưa? Rồi cái này lá đại, xanh lá đại 60 đến 70 kg, xanh lá đại. Rồi xa đại ha, 60 đến 70 kg, xanh lá đại. Quá đẹp luôn, 40 đến 57 kg, chốt tiếp đỏ. Rồi chị. 40 đến 57 kg mã là đỏ. Sắc luôn nha. Rồi mọi người chốt đỏ nha, 40 đến 57 kg. Quá trời đẹp luôn. Rồi chốt tiếng là đỏ. Phương Lê có đỏ. Rồi trắng luôn khách ơi, 40 đến 57 kg trắng. Thôi đẹp quá, đẹp quá tay nè. 40 đến 57 kg mã của mình là trắng nha. Quá đẹp ha. Rồi chốt đơn trắng 40 đến 57 kg trắng. Rồi 40 đến 57 kg da. Rồi chữ sơ mi giống thiệt mặt. Rồi chốt cho tiếp là da 40 đến 57 kg. Rồi da nha mọi người. Chút sắc nha. Rồi 40 đến 57 kg da. Rồi Phan Thị Trường An trắng ok ha. Ở đây ghi cho tiếp đỏ lại nha, 60 đến 70 kg, đẹp quá trời luôn à. 60 đến 70 kg, đó xuất sắc ha. Rồi mã là đỏ lại nha mọi người, đại là 60 đến 70 kg. Rồi chốt cho tiếp đỏ lại. Mỹ Duyên lấy da, rồi ok Mỹ Duyên. Trời ơi, đẹp nhức nhối luôn. Đỏ đại, 60 đến 70 kg. Chốt liền, đỏ đại. Lương lưu đỏ đại, rồi ok hết. 40 đến 57 kg vàng. 40 đến 57 kg, chốt cái tí là vàng. Rồi, quá đẹp luôn nha. Có tay 40 đến 57 kg vàng. Rồi bộ này cổ sơ mi size đại, mình ghi cho tiếp là xanh lá đại. 60 đến 67 kg xanh lá đại. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi mã của mình xanh lá đại nha. 60 đến 67 kg. Cổ sơ mi. Rồi xanh lá đại. Rồi bộ này ghi cho tiếp là nâu nha. Hành trúc có xanh lá lại. Rồi 40 đến 57 kg nâu. Quá đẹp luôn á cả nhà cái form nè. À, xuất sắc luôn nha. Rồi chốt cho tiếp bộ này là nâu đi. Bộ này là giống hồi sáng trước mặt. Rồi 40 đến 57 kg mã của mình là nâu, Ngân Nguyễn có nâu. Hello chị Út. Riêu đại, trời ơi đẹp chưa, 60 đến 67 kg riêu đại. Thôi quá trời đẹp, chưa có trễ đâu, mới vô có xíu à Nguyễn Linh ơi. Dạ ok chị Nguyễn Ly, đã nhận 225.000 ok chị. Riêu đại mọi người ơi, đẹp quá. Size đại này 60 đến 67 kg riêu đại. Rồi riêu đại nha. Chào Nguyễn Linh. Rồi ly danh du riêu đại. Nâu tiếp chốt rồi khách. Rồi đỏ đại luôn nha mọi người. Rồi em ơi, lỗi như thế nào mình chụp hình mình gửi qua số Zalo trong cái tờ giấy á, ở phía trên giải trình cùng có số Zalo gửi qua đó nha em. Mã này ghi đỏ đại mọi người. Rồi giống như tiết mặt hay gì nè. Đúng rồi ha, giống tiết mặt nhưng mà cái này là size đại. Đẹp quá đẹp luôn, 60 đến 67 kg. Đó, giống như tí đăng nè, xe đại. Ở đại trên lương lưu.
Rồi mã này ghi cho tí là xanh dương đại 60 đến 67 kg, xanh dương đại. Đỡ lại tiết chốt rồi khách ơi. Đẹp quá đẹp luôn, xanh dương đại. 60 đến 67 kg. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp rạng ngời luôn, xanh dương đại mọi người, 60 đến 67 kg. Xanh dương đại. Rồi chốt tiếp hồng đại luôn, 60 đến 67 kg hồng đại. Kiếm cho Linh bộ trắng. Bây giờ tiếp chưa có thấy bộ đó màu trắng. Xanh dương đại cho Thanh Trúc. Thanh Trúc xanh dương đại. Này hồng đại mọi người ơi. Này hồng đại nha. Đẹp quá đẹp luôn, 60 đến 67 kg. Và bộ xanh này dơ lại, bộ xanh này có hình như 2 3 bộ. Rồi 40 đến 57 kg chốt cho tiếng là xanh. Xanh dương đại biết hết, em nhận đồ thiết kế đẹp quá chị ơi. Nguyễn Thanh ấy cô tông bệnh thiết kế. Rất là mê luôn em ơi, cái hàng đó 270. Rồi hồng đại cho Nguyễn Chi, ok khách. Rồi cái này mình ghi cho tiếng là xanh nha. Rồi xanh dương đại với hồng đại tiếp hết rồi mọi người. Bộ này là size giống tiếng đang mặc là 40 đến 57 kg, ghi cho tiếng là xanh nha. Mình ghi cho tiếng mã là xanh nha mọi người. Màu này đẹp lắm, chấm bi như thế này. Đó, giống cái bộ đang mặc những này màu xanh. 40 đến 57 kg chốt cho tiếng là xanh. Rồi lấy ghi cho tiếng là xanh nha. Đơn thứ hai sao chưa thấy gọi, có kêu đi hèn không Châu Đào, Nguyễn Bích Tuyền lấy xanh. Hôm nay thứ năm bên tí đã gọi đi hết rồi khách. Rồi bộ này ghi cho tiếng là lá đại, Nguyễn Pin lấy xanh, ok. Xanh còn. Mã này ghi cho tiếng lá đại nè, 60 đến 65 kg, 67 kg lá đại. Rồi Nguyễn Linh, tại vì cái màu trắng là hiếm lắm. Ở đây nhìn không thấy màu trắng luôn. Rồi mã này ghi cho tiếp nha. Lá đại cho Siso. Rồi chốt cho tiếp là 40 đến 57 kg, chốt tiếp là riêu. Rồi size giống cái đằng mặt nha, 40 đến 57 kg riêu. Riêu mọi người ơi, đó màu xanh riêu nè, đẹp quá nha. Rồi mình ghi cho tiếp là riêu. Lá đại tiết chốt rồi khắp. Riêu mọi người ơi, riêu. Kiểu sơ mi không có thay. Lá đại hả? Rồi ai lấy thì lại xanh nha. Xanh nè. Ly Dân Du riêu 40 đến 57 cái riêu còn. Lai Nguyễn lấy riêu. Rồi Châu Đào ơi, ngày thứ hai nếu mà không chốt tới này thì đã xả hết rồi nha khách. Chị Siso ơi, đập tên bộ nào có bộ đó nha chị, để ý làm tiếp nha chị ơi. Đây là một lát tiếng like qua nhiều mẫu thì không nhớ được nha chị. Đập tên là có, không đập không có nha. Riêu đại còn. Rồi cả nhà để ý làm tiếp, cái nào tiếp đập là mình có, còn mình tiếp không đập là mình không có nha. Riêu với riêu đại lên nha mọi người, riêu với riêu đại. Ngọc Minh Nguyễn lấy riêu. Hết lá. Rồi em xả rồi chị không chốt nữa, Nguyễn Bích Tiền xả đơn này luôn. Đặt bây giờ xả đơn sáng rồi tiếc không chốt, Nguyễn Bích Tiền xả bộ nãy nha. Riêu đại. Chinh Chương chị mấy bộ, chị đâu có bộ nào đâu chị. Chị chưa có đặt gì hết mà, bộ nào đâu chị, chưa có bộ nào hết. Nguyễn Bích Tiền xả. Riêu đại cho Nguyễn Thị Ngân. Nguyễn Thị Ngân riêu đại. Rồi nhận 6 bộ đẹp quá mà giờ like đồ đẹp, ngày nào cũng like đồ đẹp hết mọi người. Rồi chốt cho tiếp xanh. Riêu đại, đại là 60 đến 67 kg nha khách. Rồi Hồng Loan lấy riêu đại. Rồi 40 đến 57 kg đen. Đẹp quá. Hết riêu đại. À riêu đại thì còn riêu đại.
còn dư đại mọi người, còn đại riêu đại nè, Phạm Thu Ngọc, Đen Thanh Trúc, mã này ghi cho tiếp xanh đen đại nha, size đại 60-70 kg, xanh đen đại đi Dinh Du hai bộ gửi luôn, ok. Rồi mã là xanh đen đại mọi người ơi, chị si xô chị có một bộ à chị nha, mình mua hàng mình để ý em đọc đi chị ơi, để em hơi lệt chốt hàng lộn xộn lắm chị, mình có một bộ à, hồi sáng á em, hồi sáng em không nhớ nha chị ơi, em không có chốt đơn, em chỉ ngồi like thôi, em không nhớ nha. Rồi xanh đen đại cho Suka, rồi mã là da đại 60-70 kg, quên nữa mấy chị khách mới mình lưu ý giùm Tiết là bên Tiết bán đồ sale cho nên bên Tiết đi đơn hai bộ trở lên, có nghĩa là khi mấy chị đặt một bộ thì bên Tiết không có gọi chốt đơn nha, hai bộ trở lên bên Tiết mới gọi chốt đơn, ship tận 30 Sài Gòn là 20. Rồi chị nào khách mới thì đặt hàng mã và kèm số điện thoại nha, giá thì Tiết có ghi ở dưới, 109.000 là giá sale. Rồi riêu đại kèm số điện thoại, riêu đại kèm số điện thoại, bộ cuối cùng riêu đại. Rồi da đại 60-70 kg, mã là da đại 60-70 kg, da đại. Mấy chị ơi không có số điện thoại Tiết không lấy hàng được nha, nãy giờ có báo khách mới mã và số điện thoại cùng một dòng. Rồi Kim Ngọc Nguyễn có da đại, rồi mình ghi cho Tiết bộ này là xanh đen 40-57 kg, size giống Tiết mặt 40-57 kg, mã của mình là xanh đen 40-57 kg, xanh đen. Rồi lấy ghi cho Tiết là xanh đen. Đinh Trân có xanh đen, rồi đây nâu mọi người ơi, 40-57 kg nâu, rồi 40-57 kg mã là nâu, rồi nâu mọi người 40-57 kg mã là nâu. Lai Nguyễn lấy nâu, rồi Nguyễn Pin có một bộ à khách, một tiếng mặt chốt rồi khách, xanh đen còn bộ à, xanh đen còn bộ nha, lấy chốt xanh đen. Rồi xanh đen có hai bộ nha, rồi xanh đen đại luôn mọi người, rồi ai lấy chốt một tiếng nha mọi người ơi, xanh đen đại với xanh đen đại là 60-65 kg, rồi xanh đen đại đây 60-67 kg size đại, mã của mình là xanh đen đại 60-67 kg. Bữa đó em xả 85.000. Chị Bích Thủy Nguyễn, chị nghe này chị, đồ may sẵn Tiết báo 40-57 kg, mình đồng ý thì mình lấy. Ở đây không có chính xác 50 kg, tại vì đồ may sẵn người ta đã may theo cái cỡ này rồi nghe, cho nên chị nào lên xúc ký thì không có chốt. Xanh đen đại chốt cho Suka, Hoa Phượng không có số điện thoại không có chốt, xanh đen đại cho Si Su. Em coi phải chị lắm đại à. Rồi xanh đen đại Nguyễn Dương, xanh đen đại Nguyễn Thiền, rồi em nhận 150.000 của chị rồi nha chị. Rồi xanh đen đại đã hết nha, chị dài hết em ơi. Rồi đây hồng đại có hai bộ 60-67 kg hồng đại, rồi cả nhà lấy thì ghi dùm tiếp hồng đại 60-67 kg. Mình đang mua là hàng may sẵn, và hàng may sẵn thì mấy chị nhắm mua, tại vì không thể nào theo số ký của mấy chị được. Khi nào mấy
mấy chị đi đo là may theo kích cỡ mấy chị thì mới chính xác số ký của mấy chị. Còn ở đây Tiết bán hàng may sẵn, Tiết có báo 60-67 kg. Rồi Nguyễn Dương Hồng Đại đó, mình chịu thì mình chốt thôi, còn chốt theo số ký của mấy chị thì Tiết không có chốt. Rồi Hồng Đại cho Siso, Đen Trắng cho Nguyễn Hiền không có chứ thôi. Rồi đẹp quá trời luôn, vàng mọi người ơi, 40-57 kg, đồ may sẵn mấy chị nghe. Mình đang mua là mình đang mua đồ may sẵn đó, và cái người bán là em đang đọc số ký đó, mình thấy mình được thì mình cứ chốt nha, em không chốt theo số ký của mấy chị được, tại đồ này đồ em may sẵn rồi. Rồi mã này ghi cho em vàng 40-57 kg vàng. Rồi Lai Nguyễn lấy vàng. Rồi Siso 3 bộ nha chị. Chị ơi chị đặt cho chị không có để ý giùm em, lúc thì chị nói 2 bộ thì mới có 1 bộ, lúc chị đặt qua 3 bộ thì chị nói có 2 bộ. Rồi mã này ghi giùm Tiết đỏ 40-57 kg. Tiết có đọc tên từng chị như thế này nè, khi mình coi like thì Tiết vẫn đọc tên mà. Đó, chị nào có Tiết vẫn đọc tên mà. 40-57 kg mã này ghi cho Tiết là đỏ. Đỏ. Rồi chốt cái tiết xanh đại 60-67 kg. Rồi xanh đại mọi người ơi, mọi người để ý tiết đọc tên là có, không đọc không có, đọc bao nhiêu lần là bao nhiêu bộ. Rồi mã này ghi dùm tiết nha, xanh đại 60-67 kg. Đỏ cho Nguyễn Thị Lệ, ok khách. Rồi xanh đại mọi người, 60-67 kg xanh đại, giống như Tiết mặt đã là hoa phượng xanh đại. Tiết còn bộ hồng đại, Tiết còn bộ hồng đại nha, 60-67 kg hồng đại còn bộ, giống như Tiết mặt nha, đỏ đại. Rồi đỏ đại nha khách. Siso xả ra đi em ơi, lộn xộn quá, Siso lấy xả ra. Rồi đỏ đại cho Nguyên Dương. Rồi đỏ đại chốt cho Nguyên Dương. Rồi tiếp còn hồng đại nè mọi người. Hồng đại nha khách, 60-67 kg. Ba bộ em xả hết nha. Em ra đây chị làm. Rồi mọi người ơi, hồng đại nha, xanh lá đại, ai chưa chốt chốt lại một tí. Và cái này là xanh đen đại. Đó, đặt hàng 3 bộ rồi, giờ nó có 2 bộ. Em mới nhận 4 bộ rất là ưng chị, do ok ngu đi. À nè, đó đặt cái gì lấy cái đó mà còn nói không phải. Rồi đây mọi người, em chốt với chị nào mà mình nãy mình đặt chưa được nè. Rồi chốt cho tí là lá đại 60-67 kg. Đặt cái gì em lấy cái đó luôn, em không có tự lấy luôn mà vẫn nói không phải. Rồi đây xanh lá lại cho hoa phượng nè mấy chị, đó đặt cái gì in giấy ra liền chứ em đâu có tự lấy đâu, vậy mà nói không phải. Rồi hồng đại mọi người ơi, 60-67 kg hồng đại. Rồi đây đẹp quá, 60-67 kg xanh lá lại tiết chốt rồi khách. Hồng đại xanh đen đại cho chị Ellie Nguyễn. À đó mấy chị nhìn đi, đặt cái gì em lấy đó, em có tự bỏ vô đâu mà cứ nói là không phải. Ellie Nguyễn xanh đen đại. Rồi bộ này mình ghi cho tí 60-70 kg xanh hoa đại, 60-70 kg xanh hoa đại, 60-70 kg vải đẹp ok. Rồi một bộ không có gọi khách ơi, bên Tí đi đơn 2 bộ trở lên. Hồng đại cho Nguyễn Thị Ngân, bên Tí mà bán đồ sale lúc nào bên Tí cũng đi đơn 2 bộ trở lên, một bộ là bên Tí không có gọi mọi người. Rồi hồng đại tiếp còn bộ và xanh dương đại nha. Rồi da đại giùm Tí luôn. 60-67 kg mã là da đại.
Rồi, mã là da đại nha, 60 đến 67 kg, size đại mọi người, da đại. Rồi riêu đại. Xanh hoa đại cho bằng luôn. Đó, đặt cái gì tiếc lấy cái đó. Đâu có tự lấy đâu mọi người, mà cứ nói là không phải, không phải không. Da đại cho nguyên dương. Nguyên dương da đại. Rồi, bộ này ghi cho tiếng là riêu đại, 60 đến 67 kg, riêu đại. Ok, từ sáng giờ mới được bộ. Đây chị ơi, riêu đại 60 đến 67 kg giùm tí. Riêu đại mọi người ơi, riêu đại giùm tí 60 đến 67 kg nha. Rồi, 40 đến 57 kg chốt cho tiếng là đỏ. Hồng đại cho hoa lê. Rồi hoa lê có hồng đại. Lâu quá mới em là trời, chị em like mỗi ngày mà, từ sáng tới chiều mà chị nói không thấy. Like mỗi ngày mà. Rồi đỏ 40 cho đến 57 kg đỏ. Rồi 40 đến 57 kg đỏ. Riêu đại phải không Nguyễn Chi ơi, thấy mình ghi là râu đại nè, không biết là phải riêu đại không khách. Đỏ cho Vi Nguyễn. Phải không khách ơi? Rồi mình ghi cho tí xanh 40 đến 57 kg xanh. 40 đến 57 kg đỏ tiếp hết rồi Phùng. À đây đây thôi. Mình ghi là toàn toàn đây, còn màu đỏ. Rồi đây Phụng Trinh có đỏ. Rồi hết đỏ luôn. Đỏ này nữa không em Ngọc Trâm, coi giống không ta? Giống giống. Rồi đây Ngọc Trâm có đỏ luôn em nha, giống nha. Rồi hết xa hết đỏ nha mọi người. Ngọc Trâm có đỏ. Rồi xanh Phụng Trinh lấy xanh, xanh có hai bộ. Rồi ai lấy xanh chút xanh 40 đến 57 kg xanh mọi người ơi. Đẹp quá đẹp luôn nha. Đó xanh là cái hoa văn giống tiết vậy nè. Rồi 40 đến 57 kg chốt ra tí là xanh. Đẹp quá đẹp luôn, mẫu mới nhất luôn nha mọi người, mẫu mới nhất. Rồi xanh đen luôn. Rồi xanh đen hồi sáng chị không có nhớ em Ngô Nhân ơi. Rồi mã này là xanh đen. Rồi Vi Nguyễn lấy xanh. 109.000, mình đi đơn 2 bộ trở lên giùm tiếp nha mọi người, 1 bộ là mình sẽ không gọi chốt đơn nha. À, cái này là tiết bán giá sale. Đó, sale cho nó đi đơn 2 bộ trở lên nha mọi người, ship tỉnh là 30.000, Sài Gòn 20.000. Mã này ghi giùm tiếp là xanh đen 40 đến 57 kg. Rồi, tiếp có đen đại. Đen đại khách ơi, 60 đến 67 kg đen đại đây nha, đại nè. Rồi chốt cho tiếp đen đại 60 đến 67 kg. Rồi đen đại khách ơi, đẹp quá đẹp. 60 đến 67 kg đen đại. Rồi hồng đại còn luôn, ai lấy chốt lại hồng đại. 60 đến 67 kg. Đây, mẫu này còn nãy mới soạn ra được ít đó. Rồi chốt tiếp hồng đại. 60 đến 67 kg hồng đại. Rồi 40 đến 57 kg chốt tiếp xanh lá. 40 đến 57 kg mã của mình là xanh lá. 40 đến 57 kg xanh lá. Rồi 60 đến 67 kg. Đen đại cho hồng loan. Rồi hồng loan đen đại. Xanh lá cho xung cao. Xanh lá đại luôn khách. Xanh lá đại luôn nè mọi người ơi. Đẹp quá trời luôn. Dạ cảm ơn chị Huy Hào. Xanh lá tí còn xanh lá đại. Rồi bộ tí mặt còn bộ. Đó mặt còn bộ. Rồi xanh lá đại. Xanh lá đại là 60 đến 67 kg xanh lá đại. Rồi cái này mình ghi cho tiếp là bi đại, 60 đến 67 kg bi đại. Rồi bi đại 60 đến 67 kg bi đại. 60 đến 67 kg bi đại.
mặt cho chị Phong Lam. Hết đỏ mặt. Hết đỏ mặt cả nhà ơi. Xanh lá số 2, không có cái nào số 2 hết. Mã này ghi cho tiếp là xanh đen đại. Rồi xanh đen đại mọi người, 60 đó, 67 kg. Xanh đen đại. Mọi người mua hàng mình cũng để ý nha, khi nào tiết đọc màu 2, 3, 4 thì mới đặt xanh lá số 2. Còn này tiết đọc đâu có 2, 3, 4 gì đâu mà mình vô mình đặt xanh lá số 2. Xanh lá đại cho chị Ellie Nguyễn đó. Phải khi giờ nãy giờ tiết đọc mã xanh lá 2, xanh lá 3, xanh lá 4 thì mình vô mình đặt. Nãy giờ có đặt cái nào 2, 3, 4 mà vô đặt gì sao có hàng. Rồi đi đại với Hồng Loan. Mấy chị đặt hàng mấy chị cũng phải đặt theo người mua, đâu phải là mấy chị cứ đặt theo ý mấy chị là có đâu. Mình mua hàng người ta đặt, người ta đọc mã gì thì mình ghi mã đó thì người ta mới lấy đúng hàng chứ. Tự nhiên không có đọc 1, 2, 3 vô đặt lấy xanh lá số 2 là cái nào. Đâu có đọc 1, 2, 3, 4 gì đâu. Rồi mã này là xanh đen đại. Đó mình mua hàng thì mình ghi đúng mã để cho người bán lấy đúng đồ cho mình. Rồi xanh đen đại 75 kg chứ không có chị. 72 kg không có chị. Rồi đen nè, 40-57 kg đen. 40-57 kg đen. Xanh đen đại cho Phương Hồng. Xanh lá đại chứ hả. Này ghi cho tiếp là đen 40-57 kg đen. 40-57 kg là giống như tiếng đang mặt. Rồi Linh Trân lấy đen. Rồi bộ này mình ghi cho tiếng là nâu đi để khác bộ đen nha. 40-57 kg nâu. Này nâu nha, 40-57 kg mã là nâu. Rồi đen tí là chốt rồi mọi người. Mọi người ghi dùm tiếng bộ này nâu nha. Rồi ghi dùm tiếng đúng mã để tiếng lấy đúng đồ. Rồi nâu dùm tiếng mọi người ơi, nâu nha. Rồi tiếp có hồng 40-57 kg và hồng đại. Dạ chị em Liên Nguyễn khách cũ đi đơn. Nâu cho Vi Nguyễn. Bộ này hồng mọi người ơi, 40-57 kg mã là hồng. Rồi hồng nha. Và tí có hồng đại đó, hai cỡ nha. Hồng 40-57 kg, hồng đại. Đại là 60-67 kg dùm tiếp nha. Rồi hồng cho Xuân Cao. Rồi mã này ghi cho tí là đen vàng. Rồi 40-57 kg đen vàng dùm tí đi. Hồi nãy đen nâu rồi, giờ mình chốt đen vàng đi. Rồi đen vàng mọi người ơi, 40-57 kg dùm tí, mã là đen vàng. Rồi tí còn hồng đại lên đó, hồng đại nha. Rồi đẹp quá, 60-70 kg đen đại. Đen vàng cho Ngô Ni. Rồi tiếp còn hồng đại mọi người. Rồi đen đại 60-70 kg đen đại. Đẹp quá đẹp luôn. 60-70 kg mã của mình là đen đại. Rồi tiếp theo mình ghi cho tiếp là da 40-57 kg không tiếp mặt ha. Da 40-57 kg. Rồi chốt cho tiếng là da đen đại Lý Ngọc Gia Hân. Rồi đẹp quá. Rồi da đỏ đại hết, hồng đại da. Đây có màu trắng nè bồ ơi. Nguyễn Linh ơi, Phong Lam lấy da ok chị. Nguyễn Linh ơi trắng nè, giống sáng trước mặt nè. Rồi trắng có hai bộ nha. Rồi hồng còn bộ. Ai chưa có hồng chốt lại dùm tiếp hồng. À trắng thấy rồi, trắng được hai bộ. Rồi ghi liền trắng hoặc hồng ghi liền dùm tiếp nha. Đang dòm coi còn bộ nào không có hai bộ thôi. Rồi trắng cho Linh bộ nè. Đó, đây giống trước mặt hồi sáng còn bộ. Rồi trắng nha mọi người, 40-57 kg. Rồi hồng còn bộ luôn. Trắng cho chị Phong Lam rồi ok chị. Rồi đây còn bộ hồng, ai lấy chỗ lại một tí. Rồi bộ này là xanh đen đại,
60 đến 70 kg, xanh đen đại. Rồi da tiếp hả? Bộ này ghi cho tiếp là xanh đen đại nha, 60 đến 70 kg, xanh đen đại. 60 đến 70 kg. Rồi 40 đến 57 kg chốt tiếp đỏ nha. Trời tụi không chốt sao không chốt được trời. Bán hàng mà không chốt. Rồi xanh đen đại ha Tô Nguyễn, bán hàng mà không chốt. Rồi hồng với hồng đại cho tiếp nha mọi người. Rồi đỏ cho Linh Trân, hồng cho Lê Thúy. Hồng cho Lê Thúy. Rồi đỏ tiếp đại chốt. Rồi đỏ đại. 60 đến 70 kg mọi người ơi, đỏ đại. À có đại có chung nha. 60 đến 70 kg đỏ đại. Rồi 60 đến 70 kg đỏ đại mọi người ơi, hẹp quá nha, 60 đến 70 kg. Rồi lá đại lên mình tí luôn. Rồi 60 đến 67 kg. Rồi lá đại khách 60 đến 67 kg. Đẹp quá đẹp luôn. Lá đại 60 đến 67 kg lá đại. Rồi đen 40 đến 57 kg đen mọi người ơi. Đây có tài. 40 đến 57 kg, chốt cho biết mã đen nha. 40 đến 57 kg, rồi đen. Rồi xanh đen 40 đến 57 kg xanh đen mọi người ơi. 40 đến 57 kg. Rồi Lai Nguyễn lấy đen. 40 đến 57 kg xanh đen. Quá đẹp ha. 40 đến 57 kg. Rồi xanh đen. Bốn mươi đến 57 kg xanh lá. Lai Nguyễn lấy xanh đen. Rồi tiếp hết xanh đen mọi người ơi, chứ còn đang cầm là xanh lá. 40 đến 57 kg xanh lá. Kiểu giống tí đang mặc cổ sơ mi. Rồi chốt giùm tí là xanh lá. Rồi đỏ đại 60 đến 65 kg. Xanh đen tí đã chốt rồi khách. Nè đẹp quá đẹp luôn. 60 đến 65 kg. Rồi mã là đỏ đại. Xanh lá với chị Uyên Nguyễn. Rồi đẹp quá chứ ơi. Đây cả nhà chốt cho tiếp bộ này là đỏ đại nha. 60 đến 67 kg. Rồi chốt cho tiếp hồng lại. 40 đến 57 kg hồng. Xanh đen đã chốt. Xanh lá đã chốt. Rồi chốt tiếp hồng nha. 40 đến 57 tí hồng. Rồi ghi cho tiếp là hoa. 40 đến 57 tí hoa. 249 Ngô Quyền. Rồi ok Lai Nguyễn. Ok khách. Rồi hoa mọi người ơi, hồng cho chị Uyên Nguyễn. Rồi ok chị. Hồng này tiếp có hồng đại nha, đại là 60 đến 67 kg. Rồi mình ghi cho tiếp là hoa. Hoa cho Vi Nguyễn. Rồi tiếp hết hoa nha mọi người. Hồng với hoa hả? Bộ này ghi cho tiếp là da. 40 đến 57 kg. Hồng hạ, hồng đại kim cúc cắt tóc. Hồng đại. 60 đến 67 kg. Bộ này là da mọi người ơi, 40 đến 57 cái bộ này đẹp lắm luôn nha, màu da. Đó cái bông lắm giống vậy nè, màu da nha. 40 đến 57 cái mã là da. Đây. Rồi da cho Nga Tuyết. Rồi chốt cho tiếng là xanh đen, xanh hoa. 40 đến 57 cái xanh hoa. Rồi da tí đã chốt, mình ghi cho tí xanh hoa mọi người ơi, đẹp quá. 40 đến 57 kg xanh hoa.
xanh hoa. Rồi quả này dưa tiết đỏ nha, 40-57kg đỏ. Trần quanh có xanh hoa. Rồi đỏ luôn mọi người, 40-57kg đỏ. Rồi chốt cho tiết đỏ nha. Đây đỏ đẹp quá à. Đỏ đen, đỏ đen xịn xò lắm luôn. Rồi bộ này đại nè, 60-67kg. Đen đại khách ơi, 60-67kg. Mã của mình là đen đại nha. Đỏ cho xuân cao. Rồi đen đại khách, đại là 60-67kg nha. Mình ghi cho tiếng là đen đại 60-67kg. Rồi tiếp còn đen đại nha mọi người. Rồi xanh đại 60-70kg. Rồi xanh đại 60-70kg mọi người ơi. Rồi đây xanh đại nha, 60-70kg. Xanh đại xuân cao khách cũ 3 bộ gửi luôn. Ok xuân cao. Nguyễn Ngân lấy đen đại rồi. Ok Nguyễn Ngân đang cầm là xanh đại nè mọi người. Đang cầm là xanh đại nha mọi người. Chốt một chút xanh đại nha. Rồi xanh đen đi mọi người ơi, 40-57kg giống như tí đăng nè. Màu xanh đen 40-57kg. Rồi chốt tiết xanh đen. Bộ em mặc hả? Rồi bộ này xanh đen nha mọi người, 40-57kg. Xanh đen mọi người ơi, hình như cái này cũng xanh đen. Rồi hai bộ xanh đen nha, hai bộ xanh đen. Rồi mã này ghi cho biết là nâu đại, 60-67kg. Nâu đại 60-67kg. Đỏ mặt không có đại chị. Rồi mã này ghi cho tiếp là nâu đại nha, 60-67kg. Nâu đại 60-67kg. Nâu đại. Rồi xanh hoa đại 60-67kg. Xanh hoa đại. Nâu đại cho Lý Ngọc Gia Hân. Mã này ghi cho tiếp xanh hoa đại 60-67kg. Xanh hoa đại 60-67kg hết rồi. Xanh hoa đại, kèm số điện thoại vô nha mọi người. Xanh hoa đại 60-70kg. Kem đại 60-70kg. Kem đại. Vừa làm việc vừa coi like. Trời ơi dễ thương quá. Kem đại. Rồi chốt tiết đen 40-57kg. Mã của mình là đen. Rồi 40-57kg đen. 40-57kg đen. Rồi xanh lá 40-57kg. Xanh lá 40-57kg. Mã là xanh lá 40-57kg. Xanh lá. Trên chân có xanh lá. Rồi quá trời đẹp luôn. 60-65kg. Vàng đại. 60-65kg. Vàng đại. Rồi chị Trần Thị Kim Tuyến đi đơn hồi sáng. Rồi đen Nguyễn Bin. Bin có đen. Vàng đại. Vàng đại chút thôi, 60-65kg. Vàng đại. Chị Linda, Linda chị không có bộ nào hết nha chị. Khi nào mà chị đặt hàng cái mã vô lên đọc tên chị là chị mới có. Còn lại nãy giờ chị không có bộ nào hết nha. Để mai chị nói em chị có 4 bộ nữa là tội nghiệp em lắm. Mình không có bộ nào hết nha. Xanh hoa đại cho Hân Trương. Đó, em bán là
em đọc tên từng chị nè, không có đọc tên là không có đồ. Nãy giờ là tự nói 4 bộ rồi mai kiếm em đòi đồ nữa. Vàng đại khắp 60 đến 65 ký vàng đại. Pyjama nè em, để một góc đi, để một góc. Vàng đại Phạm Thu Ngọc nè đó, mấy chị thấy không? Đọc tên mới lấy đồ, còn lại không đọc tên không có đồ. Để mấy chị cứ vô 1, 2, 3, 4 á, mấy chị nói mấy chị 4 bộ mai cái kiếm em 4 bộ đó là không có nha mấy chị ơi, đọc tên mới có nha. Mã này là đỏ đại 60 đến 65 ký. Đây. 60 đến 65 ký đỏ đại. Rồi chốt liền tiếp nha, mã của mình là đỏ đại. Rồi Nguyễn Pin nè, khách cũ gửi luôn ok khách nè. 60 đến 65 ký mình ghi cho tiết mã này là đỏ đại. Hàng tiết sale mỗi đứa có một. Đó thấy chưa? Rồi bây giờ đó, nói đó chị ơi, mình coi mình để ý xíu đi chị, mình coi mình không để ý gì hết rồi sao mà mua được chị? Khổ ghê á, đọc tên có không, đọc không có. Đó bây giờ xoay qua nói liền biết lắm luôn. Hồng đại 60 đến 65 ký. Rồi Phạm Thu Ngọc khách cũ hai bộ gửi luôn ok nha. Đã em nói lại cho hiểu rồi, rồi bây giờ quay qua lại nói nữa. Rồi mình ghi cho tiếp 40 đến 56 ký nâu. Nè em, đó, em đọc em coi. Chán mấy cái bà này lắm luôn. Mua hàng mà không hiểu trời chăng mây gió gì chứ. Rồi mã là nâu nha mọi người. Mua hàng mà không hiểu trời chăng mây gió, giống như trên trời gió xuống vậy đó. Không có đọc tên, không có bộ nào hết. Rồi bây giờ tiếng nói không có bộ nào. Nói tiếng là bộ tôi không có tiền sao mà không bán. Đó Nguyễn Linh coi dùm tiếp thôi. Đó mình đã nói cho hiểu rồi. Xoay qua hỏi ủa tôi không có tiền sao mà không bán. Nói với mấy chị đó mệt. Người đã không hiểu rồi nói tới tao ấy cũng không hiểu. Nâu dồn Ngọc Minh Nguyễn nè đó, thấy chưa, người ta đặt dèo dèo vậy nè, ai nói năng gì đâu. Rồi nâu tiếp hết nha Ngọc Nguyên ơi. Làm dâu trăm họ ngàn họ, không phải trăm nữa, ngàn họ. Rồi chốt đơn cho tiếp bộ này là xanh đại 60 đến 70 ký xanh đại. 60 đến 70 ký. Rồi hồng đại cho Ngọc Hiếu. Đó đọc tên là có, không đọc không có mới giải thích. Xoay qua nói ủa sao không bán cho tôi, bữa tôi không có tiền hả. Rồi đây khách ơi ghi cho tiếp xanh đại 60 đến 70 ký. Đã giải thích rồi, không có đọc tên là không có đồ. Xoay qua nói mình liền. Chán đời không hiểu gì hết trơn. Xanh đại 60 đến 70 ký mình tiếp nha, mã của mình là xanh đại. Rồi đỏ đại 60 đến 70 ký. Xanh đại cho Mỹ Hạnh. Đó nè, đọc tên là có đồ, không đọc không có đồ, đơn giản như vậy, tí đã giải thích cho rồi. 350.000. Rồi ok em Trần Phương, ok em nha, đã nhận của em nè. Rồi mình ghi cho tiếp là đỏ đại 60 đến 70 ký. Rồi 60 đến 70 ký mình ghi cho tiếp là đỏ đại nha. Đỏ đại. Rồi bộ này 40 đến 57 ký. Da hết thôi. Mà là da ha. 40 đến 57 ký. Rồi Mỹ Hạnh lấy đỏ đại. Ok Trần Phương đi đơn luôn. Đã nhận đi đơn em, Trần Phương đi đơn. Rồi mình ghi cho tiếp bộ này là da 40 đến 57 ký. Da. Rồi ngô ni da. Ngô ni da. Nguyễn Thị Xém ơi về kêu con dạy lại đọc chữ đi, ghi chữ còn không xong nữa kìa. Đó Nguyễn Thị Xém nha, về kêu con á, nó học lớp 2 lớp 3 vậy nó dạy cho viết chữ lại, ghi chữ còn sai chính tả kìa bà. Trời ơi thiệt đó bà nói tôi, bà nhìn là bà ghi còn sai chính tả, bà nói ai mắc nhục.
Rồi mã này ghi cho tức là xanh dương. Trời ơi, ghi diễn tả còn không xong mà đi nói người ta. Nguyễn Thị Xém, xanh dương khách ơi, 40-57kg. Nhiều chuyện là phải gạt bớt mấy cái người nhiều chuyện đó. Mỹ Hạnh đi đơn ok. Mỹ Hạnh ghi chính tả còn không xong nữa đi nói chuyện thiên hạ. Nhiều chuyện giả mang. Rồi mã này ghi cho tiết đỏ rồi. Goni hai bộ đi đơn ok em nha. Nói thiệt mình bán hàng mình không đụng chạm tới ai hết trơn á, mà mấy má nhiều chuyện vô hay nói này nói nọ, ghi chữ ghi còn xong nữa mà đi nhiều chuyện, nói này nói nọ người ta, không có đụng chạm gì luôn á. Tỏ lại xanh dương cho Kiều Anh. Mà mấy cái người nhiều chuyện nó phải gạt bớt cho bớt nhiều chuyện. Rồi 60-70kg ghi cho tiết đỏ lại. Thấy không, tiết đâu có đụng chạm gì đâu, cũng ham nói, nói mà ghi sai chính tả nó, trời không biết nhục. Đỏ lại 60-70kg. Trời, chốt cho tiết bộ này là da đại xanh dương tiết chốt rồi khách. 60-70kg da đại. Mình bán hàng thôi, mình không đụng chạm tới ai hết. Đó, ai thích thì vô coi ha, ai thích thì mua, còn lại nếu mà không thích thì thôi. Bớt mà nói nhiều chuyện với nhau đi. Em tiếc là ghét mấy người nhiều chuyện là dạt cái mỏ liền. Nhiêu bộ ai chị? 109.000 em ơi. Rồi, đây bộ này 40-57, à quên, bộ này đại nha. 60-67kg xanh đen đại. 60-67kg, mã của mình là xanh đen đại. Lên bán hàng mà, đâu có ở không đâu mà đi nhiều chuyện. Rồi xanh đen đại nha mọi người. Dẹp cho cái mỏ bần lại, đúng không Nguyễn Lệ? Trời ơi, nhiều chuyện lắm. Dẹp cho bớt nhiều chuyện. Ta bán mua gì kệ người ta, đúng không mọi người? Rồi Ngọc Nguyên Nguyên, kèm số vô em ơi. À, kèm số vô khách ơi nha. Tại vì nãy giờ mình chưa có đơn, chưa có lưu số. Mã này ghi cho tiếng là da 40-57kg. Da 40-57kg. Rồi chốt cho tiếng bộ này da nha. 40-57kg. Rồi xanh đen đại, bộ này đẹp quá nè. 60-70kg xanh đen đại. 60-70kg. Rồi chốt cho tiếng xanh đen đại 60-70kg. Mình bán hàng không đụng chạm tới ai, đừng có ai đụng chạm tới mình. Đó vậy thôi. Rồi da đại còn bộ nha, da này khác. Mã này ghi nâu đại đi cho khác bộ nãy nha, nâu đại. 60-70kg. Rồi nâu đại. Rồi Ngọc Nguyên Nguyên có số nè. Da đại Ngọc Nguyên Nguyên là bộ chú. Rồi da đại Ngọc Nguyên Nguyên. Bộ trên người tiếp là nâu đại đi để khác mã nha. 60-70kg nâu đại. Rồi nâu đại 60-70kg. Nâu đại nha mọi người. Da cho chi bùi 40-57kg. Da cho chi bùi. Rồi 40-57kg xanh. 40-57kg xanh. Nâu đại cho Hân Trương, ok Hân Trương. Bán hàng rất là đàng hoàng mọi người đó không? Bán hàng rất đàng hoàng luôn. Chỉ có mấy cái con nhiều chuyện mở vô đây á, chí ché là tí phải gạt cái mỏ nữa. Rồi 109.000 Trần Mỹ Tiên có ghim giá phía dưới mọi người. Rồi mã này ghi cho tiếp là xanh. Rồi Thuận Thuận có xanh. Trời ơi, người ta bán kệ người ta, mà đặt nhiều chuyện vô là phải dẹp bớt mấy cái mỏ đó. Rồi đây qua hàng đẹp cho mình nè. Con bỏ chưa có bộ nào hết khách ơi, chưa có bộ nào hết nha. Rồi đẹp quá. 40-57kg mình ghi cho tiết xanh đen. 40-57kg mã là xanh đen. Chuẩn nó tí. Mà phải thấy không, thấy tiết bán hàng bình thường đàng hoàng, không nói tới ai hết. Tập trung bán hàng thôi.
Mà sao mà mấy cái con nhiều chuyện nó hay vô, nó chỉ cái mỏ nó vô đây không biết. Rồi, xanh đen nha mọi người. Thuận Thuận lấy xanh đen. Rồi, má này ghi cái xanh bơ 40-57 cái xanh bơ. Rồi, xanh bơ 40-57 cái xanh bơ. Có ai nhiều chuyện mà được tôn vinh không? Nhiều chuyện toàn bị chửi không á ha. Có ai mà nhiều chuyện mà được tôn vinh không? Mà sao mà ngu quá, có ngày cứ đi nhiều chuyện không biết nữa. Trần Hoàng Ngân lấy xanh bơ. Xanh bơ như sáng còn. Rồi, xanh bơ còn. Phải chi mà nhà nước cấp cái bằng gì ta, bằng khen. Ồ trời ơi, cái chị này chỉ nhiều chuyện, cấp cái bằng khen thì cũng gán đi nhiều chuyện. Nhiều chuyện chúng chửi mà cũng hay nhiều chuyện, nó ngộ thiệt. Rồi, xanh bơ còn. Út Trinh có xanh bơ. Ai đẹp nha. Xanh đen hình như tiếp chốt rồi nha. Hết xanh bơ cho tiếp Nguyễn. Rồi, dồn đơn phán. Rồi, mình tiếp gọi chốt đơn nha. Phương Hồng ơi, có gì mình để ý điện thoại mình nghe máy mình tiếp nha. Mình tiếp là gọi chốt đơn. Khách mới mà nghe điện thoại để xác nhận là số điện thoại có liên lạc được không nha. Rồi, mã này ghi cho tiếp là đen 40-57 ký đen. 40-57 cái mã của mình là đen nha khách. 40-57 ký. Đây, đen. Rồi, bộ này đại nha. Này ghi cho tiếp là hoa đại nè. 60-67 ký. Trời ơi, đẹp quá đẹp. Đen cho Trần Quanh dồn đơn. Ok khách. Rồi, ok Trần Hoàng Ngân đi đơn cho em. Khách của ok em. Rồi, đẹp quá. Hoa đại 60-67 ký. Rồi, mình chốt cho tiếp là hoa đại 60-67 ký. Mua hoài mà khỏi gọi. Cứ kêu tiếp đi đơn rồi tiếp gửi luôn cho. Còn không nói thì bên tiếp vẫn gọi bình thường. Rồi, xuất sắc chưa. Xanh lưới 40-57 ký. Xanh lưới đẹp quá mọi người. Rồi, mã này ghi dùm tiếp xanh lưới nha. Rồi, hoa đại cho Minh Tuyết. Rồi, đen tí đại chốt rồi khách. Bộ này mình ghi cho tiếp là xanh lưới 40-57 ký. Mã của mình là xanh lưới. Hoa đại tí chốt rồi khách ơi. Xanh lưới nha. Xanh lưới Trần Quanh khách cũ gửi luôn. Ok khách. À, xanh bơ gọn bộ nè. Ai lấy ghi dùm tiếp xanh bơ 40-57 ký dùm tiếp nha. Mã của mình là xanh bơ. Rồi, bộ này ghi tiếp xanh đen đại 60-67 ký xanh đen đại. Xanh bơ tiếp còn nha. Khách nào lấy mình ghi dùm tiếp là xanh bơ. Rồi, bộ này mình ghi dưới là xanh đen đại 60-67 ký. Xanh đen đại 60-67 ký. Rồi, đẹp quá đẹp luôn nha mọi người. Size đại 60-67 ký. Mình ghi cho tiếp là sọc đại nha. Xanh bơ không có đại em Hoàng Anh ơi. Rồi, mã này ghi cho tiếp sọc đại 60-67 ký. Sọc đại quá đẹp ha. Rồi, 60-67 ký sọc đại. Không coi được gì hết. Ủa sao vậy? Sao vậy người yêu? Rồi, đỏ bi 40-57 ký. Chốt tiếp đỏ bi nha. 40-57 ký đỏ bi. 40-57 ký. Rồi, đỏ bi. Rồi, Phương Hồng khách ơi, bên tiếp gọi nghe máy gửi hàng, không nghe máy không gửi hàng nha khách. Cái này là quy định của bên tiếp rồi nha. Rồi, Quốc Kiệt. Chị cũng không biết nói em, bên chị gọi em chưa? Chứ tại vì chị ngồi chị like thôi, hàng đi đơn hay không là do mấy bạn chốt đơn. Nếu mấy bạn gọi rồi đi rồi, chưa gọi chưa đi. Đó, chị chỉ ngồi đây chị like thôi. Cho nên là không có biết được nha. Mình cứ mặc định, gọi mình gọi là đi rồi, còn chưa gọi là chưa đi.
Còn nếu mà kêu đi đơn rồi thì đã gửi rồi, không dồn được. Loan Nguyễn lấy đỏ bi, dập ly rất đẹp, đúng rồi. Bộ này ghi cho tí là đen nha, 40-57 kg đen, 40-57 kg. Đó, tí ngồi like từ sáng tới chiều. Còn chốt đơn là mấy bạn trong phòng chốt. Cho nên là nhiều khi á, hàng gọi rồi hay chưa gọi chứ cũng biết nữa, ngồi ngoài không biết mọi người. Rồi 40-57 kg mã là xanh lá. 40-57 kg xanh lá. Rồi 40-57 kg xanh lá. 40-57 kg xanh lá. 60-67 kg đỏ đại. 60-67 kg đỏ đại. Ngày nào cũng gặp mấy bà nhiều chuyện trên live chứ, ngộ thiệt. Ở không hay sao, người ta đi coi phim Hàn Quốc rồi cho nó hay. Ở không đi vô live nhiều chuyện, nói này nói nọ, ngày nào cũng gặp chứ ngộ. Trời ơi, tôi mở không, tôi đi coi phim cho nó sướng nha. Tôi vô tôi luyện phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông nhiều tập rồi cho nó sướng cái thân tôi. Ở đâu mà đi nhiều chuyện cho chúng nó chửi. Ngày nào cũng có mấy con nhiều chuyện vô live chứ. Rồi xanh đen đại 60-67 kg xanh đen đại. 60-67 kg rồi xanh đen đại. Gom này xuống đi. Rồi đây xanh bơ đại nhưng mà kiểu khác nha. 60-67 kg xanh bơ đại. Rồi đỏ đại cho chị Huy Hào. Trời ơi này chị, bộ này á ở shop bán 195.000 nè chị. Đó, chị mua bên em có 109.000 à. Quá trời rẻ. Rồi xanh bơ đại 60-65 kg xanh bơ đại. 60-67 kg giùm tí, xanh bơ đại nha. Rồi bộ đen này như cái còn bộ nè. 40-57 kg đen. 40-57 kg đen. Xanh đen đại cho Nguyễn Ngân. Rồi xanh đen đại Nguyễn Ngân. Bộ này ghi cho tí đen nha. 40-57 kg đen. 40-57 kg mã là đen. Rồi xanh lưới với chị Dương Rạng. Xanh lưới tuốt ở dưới phải không trời ơi. Trời ơi xanh lưới nào. Cái này là xanh lưới để coi, trời ơi, lâu quá rồi qua mấy bộ rồi biết phải không. Mặt hết rồi hả? Rồi chứ ơi phải xanh lưới hả? Bộ mặt nãy chứ. Hình như nãy giờ đặt có một bộ hả ta? Em coi giùm chị cái bộ là ai đặt nha. Rồi chị ơi Dương Rạng ơi, phải bộ này không chị? Bộ này em nhớ em like lâu lắm rồi. Vân Võ đặt hàng kèm số điện thoại hết. Mã là số 1 dòng nha, bên tí gọi chốt đơn. Rồi đen mọi người ơi, 40-57 kg. Dạ ok chị Dương Rạng nè. Xanh lưới nè, tại em like lâu quá không biết phải không. Đen cho Chi Nguyên. Rồi Chi Nguyên có đen. Đẹp quá đẹp luôn á. Nè dập ly nè. Quá trời đẹp luôn nha. Rồi bộ này ghi cho tiếp là lá đại 60-67 kg lá đại. 60-67 kg. Rồi lá đại mọi người ơi. 60-67 kg. Chốt đơn cho tiếp là lá đại. Rồi đẹp quá. 60-67 kg mã là lá đại. Rồi bộ này đen đại nè, 60-70 kg phối nha. Trời, cho chị bộ xanh bơ hả? Đây chị ơi, xanh bơ này đúng như vậy. Nguyễn Hoan xanh bơ là bộ này nha chị nha. 40-57 kg. Rồi bộ này là đen đại mọi người. 60-70 kg đen đại. Ôi trời ơi đẹp dạy, đúng rồi Nguyễn Linh. Nghe kêu ôi trời cái hết hồn á. Lá đại. Ủa lá đại bộ này. Thiệt tình nghe nói ôi trời cái lính quýnh hết trơn. Chị Huy Hào lá đại nè chị. Rồi còn bộ đen đại. Rồi
Rồi lá lại chốt rồi pin pin ơi. 40-57 cái xanh đen là kiểu thiết mặt mọi người, cổ sơn mi. Xanh đen. 40-57 cái mã là xanh đen. 40-57 cái xanh đen. Nghe nói ui trời cái giật mình tưởng cái chuyện gì. Quỳnh Thị Sơn ca xanh đen. Rồi đẹp quá nha. Rồi 40-57 cái da mọi người ơi. Xuất sắc. Rồi màu này ghi cho tiếp là da. 40-57 cái. Rồi lấy ghi dùm tiếp là da nha. Cái tay đẹp lắm. Rồi xanh đen tí đã chốt rồi khách. Da cho Út Trinh. Rồi ok Út Trinh có da. Rồi 40-57 cái hoa vàng. Rồi chị Nguyễn Ngoan không phải xả ra chị ơi, mình ghi không có đúng mã nha chị. Rồi xả bộ của chị nha. Rồi mã này ghi cho tiếng là hoa vàng. 40-57 ký da hết. Rồi xuất sắc luôn. Mã này ghi tiếng là xanh. 40-57 ký xanh. Mua hàng để ý đi mấy chị ơi, em đọc mã rất là đơn giản, mình chỉ cần mình ghi đúng mã. Khi mà mấy chị ghi không đúng mã em lấy là lộn đồ đó, đơn giản lắm, không có gì khó hết, để ý một chút xíu thôi là mình đặt được. Rồi xanh dấu chinh ở đó, đó em đọc không có gì khó khăn. Rồi xanh ngọc 40-57 ký xanh ngọc. 40-57 ký xanh ngọc. Em xả cái bộ Ngoan Nguyễn, Nguyễn Ngoan xanh bơ xả ra đi. Rồi xanh ngọc. Đó mấy chị thấy tí đọc không? Có xanh ngọc, xanh lá, xanh bơ. Cho nên là khi mình đặt mình gán đặt đúng như tí. Đó chị này chỉ ghi xanh bơ mà giờ chị nói không phải thì tí xả ra nè, xanh bơ. Nè cho chị bộ xanh bơ. Cho chị bộ xanh bơ. Mà bây giờ nói không phải thì thôi tiếp bỏ ra. Rồi xanh ngọc. Tiền Nguyễn có xanh ngọc. Rồi Tiền Nguyễn đi đơn ok. Trời ơi đẹp quá xanh biển. Rồi nhà tiếp đẹp. Chị mua 12 bộ rồi còn thích nữa. Dạ cảm ơn chị Hương Thủy. Mình ghi cho tiếp là xanh biển nha mọi người. Đẹp quá nè. 40-57 ký xanh biển. Đó cả nhà để ý có xanh nè, rồi xanh bơ, xanh biển, xanh đen. Cho nên là mọi người gán ghi đúng nhìn tiếp nha. Rồi xanh biển chốt là Út Trinh. Rồi cái này mình ghi cho tiếp xanh phối. 40-57 ký xanh phối. Cái bộ này mới đẹp nè. Đẹp về tiếp, đúng rồi đẹp về tiếp. Quá trời đẹp luôn bộ này. Rồi mình ghi cho tiếp là xanh phối nha. 40-57 ký xanh phối. Rồi đây trắng nha. Đinh chân có xanh phối. Rồi bộ này ghi cho tiếp là trắng. 40-57 ký. Đẹp quá đẹp luôn. Cổ là lá sen. Mã của mình là trắng. Rồi ghi cho tiếng là trắng mọi người ơi, trắng nha. 40-57 ký trắng. Rồi đen luôn. Linh chân có trắng. Trời ơi đẹp. Đen luôn khắp. Cổ lá sen nè 40-57 ký đen. Rồi xanh phối tí là chốt rồi khắp. Rồi đen nha khắp ơi. Rồi mình ghi tiếp xanh dương. 40-57 ký xanh dương. Rồi chị Phong Lam có đen. Bộ này ghi cho tiếp là xanh dương. Rồi bộ mặt tiếp hết. Trắng tiếp hết. Rồi bộ này là xanh dương. Xanh dương mọi người ơi. Rồi mã này ghi tiếp đen chữ. 40-57 ký đen chữ. Rồi đen tiếp hết.
đang cầm là đen chữ nha cả nhà ơi. 40 đến 57 cái mã của mình là đen chữ. Đen chữ. Rồi kèm số điện thoại vô nha khách, đen chữ kèm số điện thoại. Xanh dương kèm số điện thoại khách mới, còn mấy chị cũ thì không cần phải kèm số. Rồi đen chữ thì chị không làm. Rồi ok chị, đen chữ. Quần dài hết chị. Chị giao nhiễm nghe gọi điện thoại chốt đơn bên tiếp cho chị ơi. Ôi bộ đại khách ơi, 60-67kg beo đại. 60-67kg mã là beo đại. Rồi chốt cho tiếp, bộ đẹp quá nè. 60-67kg beo đại nha khách, beo đại. Rồi bộ này 40-57kg cam, có cái nơ. Rồi ok chị giàu nhiễm. Rồi 40-57kg cam khách ơi. Quần dài hết nha. Cam. Rồi 40-57kg đỏ mọi người. Đen đại không có khách, không có đen đại nha. Beo đại cho Huy Hào. Rồi beo đại cho chị Huy Hào. Rồi đỏ mọi người ơi, cái nào em dơ lên hãy chốt nha. Chứ bây giờ không có dơ lên mà đặt thì đâu có đồ đâu khóc. Phạm Trang lấy xanh dương à, cái nào dơ lên mới có nè. Cái này đỏ mọi người, 40-57kg. Rồi đỏ nha, 40-57kg. Rồi đỏ khách rồi. Rồi tí dơ cái nào mình đặt cái đó dùm tí nha. Chứ bây giờ không có dơ lên thì sẽ không có đồ nha mọi người. Rồi bộ này mình ghi cho tiếp là hoa đi đó, mấy bông hoa như thế này. Ủa chị mặc hết rồi em. Mới nhận đồ đẹp lắm chị, 10 bộ rồi. Rồi cảm ơn Mỹ Trinh. Ở đây ghi tiếp hoa 40-57kg hoa. Sơ mi hình như còn sao, 1-2 cục. Rồi chốt tiếp xanh lá 40-57kg. Xanh lá 40-57kg xanh lá. 40-57kg mã của mình là xanh lá. Rồi bộ này đại nha, mình ghi cho tiếng là nâu đại. 60-67kg nâu đại. Rồi hoa cho Nguyễn Hương. Nguyễn Hương có hoa. Rồi ok Nguyễn Hương có hoa. Bộ này ghi cho tiếng là nâu đại, 60-67kg nha. Rồi nâu đại, 60-67kg. Rồi nâu đại. Rồi lá đại, 60-67kg. Xanh lá đại. Rồi 60-67kg xanh lá đại. 60-67kg xanh lá lại. Rồi em gần 60 bộ rồi nè, vẫn còn thèm mua. Đồ đẹp quá nè. Rồi nâu đại cho Ngân Hoàng. Rồi bộ này là 40-57kg tím nha các. Tím này có lưới nè. 40-57kg mã là tím. 40-57kg mã là tím nha mọi người ơi. Lấy thì ghi cho tiết tím nha. 40-57kg tím. Linh Trần lấy tím. Linh Trần có tím. Rồi 60-67kg xanh hoa đại. 60-67kg xanh hoa đại. Chị không tiếp mặt. Xanh hoa đại. 60-67kg xanh hoa đại. Rồi riêu đại.
quá mọi người ơi. Riêu đại nha, 60 đến 67 kg riêu đại. 60 đến 67 kg mã của mình riêu đại. À, đẹp chưa? Xuất sắc luôn á, màu riêu nha. Rồi riêu đại hai bộ nè. Ba bộ luôn mọi người nha, riêu đại này tiếp còn nhiều. Cũng 40 đến 57 kg xanh. Rồi đẹp quá đẹp luôn. 40 đến 57 kg mã của mình là xanh. 40 đến 57 kg xanh. Rồi 40 đến 57 kg da. Thanh thủy có xanh. Rồi ok thanh thủy. Bộ tiếp cầm là da nè mọi người ơi, 40 đến 57 kg da. Vân vỏ có da. Rồi xanh đại, xanh hoa đại. Kem đại hết, 60 đến 70 kg kem đại. Riêu đại cho bích hồng. Riêu đại còn nha mọi người. Riêu đại cho bích hồng. Rồi kem đại 60 đến 70 kg. Kem đại mọi người ơi, size đại 60 đến 70 kg. Chốt cho tí là kem đại 60 đến 70 kg. Quý like đơn cho Thanh Thủy. Ok Thanh Thủy. Rồi 40 đến 57 kg xanh lá. Ok Hải Phượng. Hải Phượng chuyển khoản nhiều ghi tí thì tí lên giấy cho chốt đơn gửi hàng hơn cho Phượng luôn. Mã này ghi cho tí xanh lá nha, 40 đến 57 kg. Rồi xanh lá. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi xanh lá 40 đến 57 kg kem đại cho Minh Quý. Kem đại còn nha khách. Ai lấy ghi giùm tí kem đại nha. Xanh lá cho Phạm Trang. Rồi ok Phạm Trang xanh lá. Rồi ghi cho tiếp là đỏ nha, 40-57 kg đỏ. 40-57 kg Quỳnh Thị Sơn Ca có thấy em ơi. 40-57 kg mã là đỏ. Vân vỏ có đỏ. Rồi ok khách. Mã này ghi cho tiếp là nâu luôn đi, 40-57 kg nâu. Rồi chốt tiếp nâu. 40-57 kg mã của mình là nâu. Kem đại Minh Tuyết tiếng lấy rồi đó. Lấy rồi nha khách ơi. Quỳnh Thị Sơn Ca có nâu. Rồi mã này ghi cho tiếp xanh bi, 40-57 kg xanh bi. 40-57 kg. Rồi xanh bi hết rồi. Đẹp quá nha. Chấm bi. Xanh bi. Rồi bộ này đại. Xanh đại. Ok Hải Phượng đã nhận 485.000 xanh bi cho Thanh Thúy. Được nha mỹ nhân đặt lại. Rồi Minh Tuyết đi đơn khách cũ ok khách. Mã này ghi tí xanh đại, 60 đến 70 kg xanh đại. Đẹp quá nha, 60 đến 70 kg. Rồi mã này là xanh đại nha mọi người. Xanh là xanh đen nha, size đại 60 đến 70 kg. Rồi đẹp quá. 40 đến 57 kg đen khách ơi. Xuất sắc luôn. 40 đến 57 kg đen. Nâu tiết hết rồi khách, nâu hết rồi nha. Rồi mỗi lúc có một bộ à, cái nào ưng chốt liền mọi người nha, mỗi lúc có một bộ thôi, hàng sale mà. Rồi đen chốt chinh ở hàng sale mà mỗi thứ một. Rồi đen hết nha mọi người nha. Rồi mã này ghi cho tiếp hoa đại
60 đến 70 kg hoa đại. Xuất sắc luôn, 60 đến 70 kg hoa đại. 60 đến 70 kg các bạn, hoa đại. Ký xanh đen. Xanh đen 40 đến 57 ký xanh đen. Xanh đen khách ơi, 40 đến 57 ký xanh đen. Sáu mươi đến 70 ký da đại. 60 đến 70 ký khách ơi, da đại. Đẹp quá mọi người. Trần Thượng Thanh Niên kèm số điện thoại chị. Đã có số gọi chốt đơn rồi chị ơi. Quả này đẹp nè. 40 đến 57 ký xanh bi. Đẹp quá. 40 đến 57 ký xanh bi. Xanh đen cho Mỹ Trinh. Rồi Mỹ Trinh có xanh đen đẹp quá nha. Rồi bộ này ghi cho tiếp là xanh bi, bộ này có tay 40 đến 57 kg. Rồi xanh đen hết nha, xanh bi nè. Rồi Phạm Tiên có xanh bi. Rồi bây giờ qua đồ phối nha mọi người. Đồ phối đẹp quá nè. Rồi đây, xuất sắc. Phối nhà áo màu quần bông đỏ. Đỏ thì mọi người ơi, 40 đến 57 kg. Ai áo màu quần bông. Rồi mình ghi cho tiết mã của mình là đỏ nha mọi người, bộ này ghi đỏ nha. 40 đến 57 kg. Bích Hồng lấy da đại. Rồi ok Bích Hồng. Rồi mình ghi cho tiết bộ này đỏ nha. Đỏ phối như thế này, nguyên cây luôn nè. Rồi riêu mọi người ơi. 40 đến 57 kg riêu. Ai đẹp đẹp không nè. Rồi chốt tí riêu nha, 40 đến 57 kg riêu. Uống 10 đến 57 kg đen. Rồi chị Dương Rạng riêu. Rồi Trần Văn Hoa chưa có bộ nào hết khách ơi. Đen nha, 40 đến 57 kg. Rồi chốt cho tiết bộ này là đen. Đó ghi cho mọi người là dễ ghi đơn giản thôi là đen. Rồi vàng 40 đến 57 kg vàng. Rồi đỏ cho chi bùi. Rồi đỏ tiếp còn nha, ai lấy mình cứ lên đỏ nha. Đỏ còn bộ. À đỏ, đỏ hết, đỏ này đỏ đại rồi, hết đỏ nha. Rồi mình ghi cho tiếp là vàng. 40 đến 57 ký vàng. Còn đen với vàng. Đây bộ này là đỏ đại 60 đến 70 ký. Đỏ đại nè, 60 đến 70 ký. Đỏ đại 60 đến 70 ký. Rồi mã của mình đỏ đại 60 đến 70 ký. Rồi xanh đen nè khách. 40 đến 57 kg xanh đen. Rồi khách lấy ghi cho tí xanh đen nha. Có quần đẹp quá nè. 40 đến 57 kg. Mã của mình là xanh đen. Rồi tím. Nguyễn Linh lấy xanh đen. Rồi bộ này tím nè. Linh có xanh đen. Rồi tím nha mọi người. 40 đến 57 ký tím. Tím này đẹp quá nè. Đỏ đại cho Bích Hồng. Rồi quá đẹp luôn ha. Bộ này tím nha khách ơi, 40 đến 57 ký. Chứ mình tím là tím. Rồi sang cả đồ khác cho mình nữa. Trời đẹp đẹp không. Rồi đây sang cả cái này là thôi ghiền luôn. Tím cho Nhung Bùi. Nhung Bùi có tím. Rồi bây giờ tiếp đi hai bộ khác nha khách ơi.
Rồi lên luôn đi. Này đẹp quá, lên luôn. 45 đến 58 ký cam. Đó, dập ly này đẹp lắm luôn nha. Tím hết chốt rồi, mình ghi cho đấy bộ này là cam. Đây. Quá đẹp luôn, 45 đến 58 ký. Bộ này tím chứ giấy chứ. Tím như nhung bùi. Đây cả nhà, cam nha. 45 đến 58 ký. Xuất sắc luôn á, cam. Rồi, 60 đến 65 ký vàng đại. 60 đến 65 ký vàng đại. Rồi, 60 đến 65 ký vàng đại. Rồi, 40 đến 56 ký hồng. 40 đến 56 ký hồng, củ vuông ha. Cam cho chị Huy Hào. 45 đến 58 ký. Mai tặng Linh cái kẹp tóc đi. Cái này dán đó, không có cần kẹp đâu, dán vô tóc lại dính mà. Rồi hồng nha, 40 đến 56 ký hồng. Vàng đại cho chị Kim Cúc cắt tóc. Rồi đây vàng đại cho chị. Bộ này nhỏ nè mọi người, 40 đến 56 ký hồng. Bộ này đẹp quá, đẹp luôn nha. Rồi ai lấy chốt cho Tiết Hồng. Củ vuông ha. Đó, cái hoa văn quá đẹp luôn. Rồi, đi đơn cho Ngọc Trâm. Vàng đại tí đã chốt rồi Hoa Lê ơi. Đây, tí có vàng này. Vàng chữ đại đi. 60 đến 65 ký vàng chữ đại. Hồng cho Dương Muội. Rồi Dương Muội có hồng. Bộ này là vàng chữ đại đi khách. 60 đến 65 ký làm tiếp nha. Chị ơi, Kim Cúc cắt tóc, khách mới là bên em sẽ gọi điện. Khi nào chị nghe máy đọc địa chỉ thì em mới gửi hàng nha chị. Like này thì ngày mai bên em gọi. Rồi, đỏ đại với chị, 60 đến 65 ký bộ này đẹp. Đỏ đại nha, 60 đến 65 ký. Ôi, đẹp lắm luôn. 60 đến 65 ký. Rồi, chốt cho tiếp là đỏ đại. Rồi, 45 đến 58 ký ghi cho tiếp là sọc. Vàng em hết, em còn vàng sọc đại, đỏ đại. Rồi bộ này 45 đến 58 ký ghi cho tiếp là sọc. 45 đến 58 ký. Rồi mã của mình là sọc. Linh đang bận đồ dập ly nhà tiếp luôn nè. Vàng sọc, vàng chữ đại phải không chị? Huy Hào. Thanh Diệu lấy sọc. Rồi cái này 40 đến 56 ký mình ghi cho tiếp Hoa Nhí. 40 đến 56 ký Hoa Nhí. Đẹp lắm luôn nha, cái hàng nhà này mọi người biết rồi đó. Rồi Hoa Nhí. Ngân thanh đỏ đại. Chị ơi, bộ này chưa ra giấy. Sọc là cái này, cái đó vàng đại. Vàng đại chị Huy Hào, sọc cho Thanh Diệu. Hai nhí cho Nguyễn Hương. Rồi bộ này ghi cho tiếp là đỏ đen đại cho khác mã nha. 60 đến 65 ký đỏ đen đại. 60 đến 65 ký cái kiểu này mặc bao đẹp nha mọi người. Hồi sáng tiếng mặt cái màu xanh ngọc á. Đó, bao đẹp nha. Rồi, đỏ đại chứ còn bộ nữa nè. Ai lấy chốt nhìn tiếp đỏ nè. Bộ kia là đỏ đen đại. Bộ nào mặc cũng đẹp, đúng rồi, dập ly này nào cũng đẹp. Đây, cho xem giá nhiều. 205.000 nha. Tại vì cái hàng này nè, đó mọi người ơi, hàng thương hiệu nha. Tính không kể rồi, nhưng mà thôi kể luôn rồi. Hàng thương hiệu đó.
Ở này ghi cho tiếp trắng lại đi, 60 nó 65 kg trắng lại. Rồi trắng lại mọi người, 60 đến 65 kg. Mặt form là bao đẹp nha, nhà này mặt form bao đẹp. Rồi mình ghi cho tiếp nha, đỏ đen đại, đỏ đại trắng đại. Đây, bộ hồng. Rồi bộ hồng này nhỏ là 40 đến 56 kg, mình ghi cho tiếp là hồng. 40 đến 56 kg. Rồi hồng đi mọi người ơi. Xuất sắc. 40 đến 56 kg hồng. Đỏ đen đại cho ngon thanh. Cho tiếp là đỏ phối nha. 45 đến 58 kg. Bộ này đỏ phối nè. Ha, đỏ nè, phối này. Rồi ghi cho tiếp đỏ phối. Rồi lên màu sáng nè mọi người nha. Lên màu sáng. Rồi xuất sắc luôn, để đi hai bộ cho xem nha. Còn này là hồng chữ 40 đến 57 kg. Ngân thanh lấy trắng lại. Rồi vậy hai bộ có tay. Dán ghê, dán ừ, nhiều đồ chơi lắm. Đồ chơi trên tóc là đủ đồ chơi luôn. Trời, kẹp, dán, thấy gì cũng có nha. Đồ chơi trên tóc của Tiết nhiều lắm. Rồi đây cả nhà ơi, cái này ghi cho Tiết là hồng chữ. Đây cả nhà, nó có hộp hộp đây nha. 40 đến 57 kg giùm Tiết nha. Rồi ghi cho tiếp là hồng chữ. Rồi Nguyễn Hương lấy hồng chữ. Cái này dán vô khỏe lắm cả nhà. Cũng rảnh ghê ha. À đủ đồ chơi. Ăn nhiều người tắm hết rồi. Rồi xanh ngọc 40 đến 57 kg kiểu không tiếc mặt xanh ngọc. Rồi đây cả nhà ơi, cái này là phía sau lưng nha. Sau lưng. Rồi chốt tiết xanh ngọc 40 đến 57 kg xanh ngọc. Rồi dễ thương quá. 40 đến 57 kg hồng phấn. Cơm này đi. Đây quần dài, quần dài nha. Tiết 1m62 mà cái quần nó hơi ngắn xíu nha. Rồi hồng phấn nha mọi người ơi. Đó, tiết này là 1m62 mặt nó hơi ngắn, mọi người thấy nó hơi ngắn đúng không? Xanh ngọc cho Dương Muội. Dương Muội xanh ngọc. Sao? Rồi cái này ghi cho tiết mà hồng đậm đi. 40 đến 57 kg hồng đậm. Hồng đậm nha, quần dài hết. 40 đến 57 kg hồng đậm. Rồi, bông này đẹp nè. Rồi kem đi khách ơi. 40 đến 57 cái kem. Đồ mặc ở vậy là nhìn ngon đẹp đúng rồi, mặc dài quá nó lệch bệt lắm, mọi người mặc gì cho gọn nha. Đồ mặc nhà mà. Rồi mã ghi cho tiếp là kem 40 đến 57 kg kem. Rồi nâu giùm tiếp luôn, 40 đến 56 kg, bộ này hơi nhỏ nha. Rồi Trần Tú lấy kem.
Con này ghi tiết nâu 40-56 kg. Đó, cái này thì cái tay có cục non. Rồi chốt thì tiết là nâu 40-56 kg. Rồi kem tí đã chốt. Nâu do thấm nào. Rồi 40-56 kg đen. Đẹp quá nè. 40-56 kg đen. Đẹp quá nha. 40-56 kg đen. Dễ thương quá. Đây cái bộ này mới đẹp. Cam mọi người ơi. Cam nha, cam này xuân thủy 40-57 kg. Đó, đẹp quá đẹp luôn cam nha. Rồi đen cho thấm vào. Rồi cam đi khách, cam này khách ơi, cam này đẹp quá nè. 40-57 kg cam. Rồi mã này ghi cho tiết nâu chữ. 40-57 kg nâu chữ. 40-57 kg nâu chữ. Rồi qua đồ khác cho mình nha. Cam da hà ly mi. Đó, bộ này đẹp nè. Bà này bà dụ người ta hết tiền. Trời ơi, em ngồi em like thôi, em có làm gì ai đâu. Em ngồi em like miệt mài, em có làm gì ai đâu trời. Nâu chữ cho Nguyễn Hương. Cam biết hết rồi chị. Rồi cái này tiết ra qua bộ đại nha mọi người. 60-70 kg lưới đại. Nâu chữ tiết chốt rồi các bạn. Rồi cái này mình ghi cho tiết là lưới đại nha. 60-70 kg dùm tiết mã của mình là lưới đại. À đây để tiết dơ lên mấy cái bộ. Ủa đâu cái áo này mất tiêu. Cái này nè em chạy đây. Đây mọi người sơ mi tiết là mấy bộ nè. Mình ghi cho tiết xanh đen nha. 40-57 kg. Xanh đen 40-57 kg. Rồi lấy đi dùm tí xanh đen nha. Rồi xanh đen đại. Đó mấy bộ sơ mi chị nào vô sao vô lại. Rồi xanh đen đại. À rồi sơ mi đây nè. Rồi ai lấy chỗ dùm tí nha. Đây xanh đen với xanh đen đại. Đại là 60-67 kg. Rồi nhờ bả dụ mà chị em mình mới có đồ đẹp mặt đó. Đúng rồi nhờ bả dụ đó nha. Bả là không dụ không có đồ đẹp mặt đâu. Xanh đen đại cho Ngọc Hiếu. Đó nhờ bả dụ nè. Bả dụ mà có đồ đẹp mặt hoài nè. Rồi chốt lại dùm tiếp nha. Xanh đen đại rồi. Xanh đen đại để coi còn. Còn bộ xanh đen đại nha mọi người. Còn bộ xanh đen đại, xanh lá đại luôn. Đó, gọn nào dơ lên cho mọi người chốt. Xanh lá đại luôn nha. Đó, đẹp quá đẹp. 60-67 kg. Xanh lá đại 60-67 kg. Xanh lá đại. Rồi, xuất sắc. 40-57 kg, beo. 40-57 kg, chốt cho tiết mã là beo. Quá đẹp luôn. 40-57 kg beo. Rồi 40-57 kg riêu. Riêu này có lưới nha. 40-57 kg riêu. Đây riêu đẹp quá nè. 40-57 kg. Tí hoa mọi người ơi. Đây cái bông hoa màu nâu. Út Trinh có riêu. Nguyễn Linh là có thấy nha. Rồi hoa 40-57 kg.
hoa đi mọi người ơi, 40 đến 57 ký chốt hoa nha. Xanh lá đại, ngân hành xanh lá đại. Rồi bộ này ghi cho tiếp là đen lưới, 40 đến 57 ký đen lưới. 40 đến 57 ký. Hoa cho Trần Phượng. Rồi ok khách. Bộ này ghi cho tiếp đen lưới nha. 40 đến 57 ký. Qua lớp tốt rồi, rồi qua lớp tốt rồi thấy rõ hơn đúng không? Thấy to hơn. Rêu tiếp hết rồi khách. Tiếp còn đen lưới. Hoa hết luôn. Khoan coi kỹ nè. Mấy cái bông này hồi sáng rất nhiều. Rồi hết hoa rồi, hết hoa. Bộ này mình ghi cho tiếp là xanh lá. Hết hoa hết rêu mọi người. Cái này là xanh lá nha. Rồi 40 đến 57 ký xanh lá, đen lưới với chị Mai Nguyễn Thị Ngọc, đen lưới. Rồi xanh lá mọi người ơi, 40 đến 57 ký. Hoa biết hết rồi, hoa có một bộ chốt. Ghi cho tí là xanh lá nha. Trời ơi, Nguyễn Linh thấy thương quá. Đen chữ, 40 đến 56, 57 ký mình tiếp nha, đen chữ. 40 đến 56, 57 ký. Rồi mã của mình đen chữ. Cái này mình về mình cột lại thành cái nơ chính tay nha mọi người. Mọi người ghi cho thấy là đen chữ nha. Rồi bộ này là đại nè. Xanh đại hết rồi, 60 đến 67 ký xanh đại. 60 đến 67 ký xanh đại. 60 đến 67 ký xanh đại nha khách. Mã của mình xanh đại. Qua hai nhí xíu. Xanh đại cho Quy Trần. Qua hai nhí xíu nha mọi người. Mười đến 56 ký nhí xanh. Nhí xanh nha, là hoa nhí cái nền màu xanh. Rồi 40 đến 56 ký mã của mình là nhí xanh. Đẹp lắm. Rồi cái form này 40 đến 56 ký nhí xanh. Rồi chốt cho tiếp là bi đỏ, 40 đến 56 ký bi đỏ. Đẹp lắm cái form này. Rồi ghi cho tiếp bi đỏ nha. Mã của mình là bi đỏ nha, nhí xanh bi đỏ. Rồi cái này tay cánh tiên. Nhí xanh hả Nguyễn Thanh Thúy ơi? Hay là xanh lá? Đó, ghi không đúng mã chứ không biết đường lấy nha khách. Xanh lá hay nhí xanh? Rồi mã này ghi nhí vàng. Nhí là hai nhí. Rồi tay này cánh tiên. Bi đỏ cho Chi Đinh. Bi đỏ còn nha mọi người, ai lấy chốt bi đỏ nha. Nhí vàng, 40 đến 57 ký nhí vàng. Rồi nay không có like cô Tông Mạnh nè. Xanh biển, 40 đến 56 ký xanh biển. Rồi 40 đến 56 ký mã của mình là xanh biển. Xanh biển bi đỏ còn nhí xanh còn nhí vàng hoa lê xanh biển hút thẳng nhí vàng với xanh biển nhí vàng hoa lê xanh biển hút thẳng em lấy cái cục giống vậy đỏ đỏ gì. Xanh nhí. Rồi Nguyễn Thanh Thúy xanh nhí. Không là gì vậy? Lấy cho chị hai. Đây xanh biển. Coi kỹ rồi coi quần dài quần lỡ nó tới 2 tiểu. Rồi tiếp xíu nha.
Rồi xanh biển này khác rồi, vậy là xanh biển biết hết nha. Xanh biển hết. Rồi nhí vàng thì còn, em đi trần nhí vàng. Rồi xanh biển là hết nha, xanh biển là út thẳng có nè, Nguyễn Thanh Thúy là có xanh nhí nè. Nhí vàng. Nhí vàng hết rồi mọi người, hết nhí vàng rồi. Rồi Nguyễn Thanh Thúy. Nguyễn Thanh Thúy có xanh nhí rồi nha. Rồi bi đỏ. Ờ xanh biển luôn. À khoan khoan ở đây còn nè. Đây 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 mọi người. Xanh biển. Rồi vậy là em Nguyễn Thanh Thúy có xanh biển không em? Em có xanh nhí với xanh biển nha. Em có xanh nhí với xanh biển, nhí vàng là tiếp hết nha. Bi trắng mọi người ha. À, quần lỡ, quần chín tóc nha. Mình ghi cho tiếng là lỡ bi trắng. Rồi 40 đến 57 kg. Dạ ai chưa mở ra coi luôn. Quần chín tóc tiếp tập lỡ, lỡ bi trắng. Đẹp quá đẹp luôn. Quần lỡ nha mọi người, lỡ bi trắng. Đây, chín tóc nha, lỡ bi trắng. Rồi size đại xíu lên nha, để lỡ rồi lên mấy bộ này đó. Rồi vàng này có tay, mình ghi cho đứa là vàng 2. Vàng này có tay, hồi nãy cánh tiên nha. Rồi ai lấy ghi cho tiếp vàng 2 là có tay. 40 đến 56 tỷ. Rồi mã của mình là vàng 2. Lỡ bi trắng với chị Diệu Hạnh. Rồi ok chị. Bộ này mình ghi cho đứa là vàng 2 là có tay nha mọi người. Rồi bộ này là bi xanh, quần dài nha, 40 đến 56 kg đẹp lắm luôn, bi xanh, xanh lá. Rồi khách lấy ghi cho tí là bi xanh. 40 đến 56 kg mã của mình bi xanh. Vàng 2 cho Phạm Hân. Rồi Phạm Hân vàng 2. Quần chín tóc mọi người lỡ vàng. Lỡ vàng nha, 40 đến 56 kg. Đây quần chín tóc. Bi xanh cho Chi Đinh. Rồi hết cổ sơ mi rồi chị. Bộ này ghi cho tiếp là lỡ vàng. Đây quần chín tóc nha. Rồi mã của mình là lỡ vàng. Coi laptop rõ ghê. Rồi đây lỡ xanh biển. Vàng 2, vàng 2 là có tay. Rồi đây vàng 2 Vũ thì có vàng 2 nè, vàng 2 là một cái tay. Rồi mã này lỡ xanh biển, quần lỡ là quần chín tóc nha mọi người. Lỡ xanh biển. 40 đến 56 kg, đây đẹp lắm luôn. Lỡ xanh biển, lỡ vàng, lỡ là chín tóc. Bi xanh tiếp hết, hết bi xanh. Rồi bộ này ghi cho đi nhí đen. 40 đến 56 cái nhí đen mọi người ơi. Đẹp quá là hai nhí cái nền màu đen nha. Chú cho biết là nhí đen khách ơi. Ai vẽ mặt nha. Đó ai thích hoa nhí là chốt liền nhí đen. Nhí đen. Nói chung là nó ít màu lắm, nó không có nhiều màu cả nhà. Nhí đen. Rồi có quần lỡ này dơ lên luôn nha. Lỡ đỏ. 40 đến 56 kg lỡ đỏ. Rồi ai lấy chốt giùm tiếng mã của mình lỡ đỏ nha. 40 đến 56 kg lỡ đỏ. Rồi đen 2 là tay cánh tiên. Dương muội lấy gì em? Lỡ đỏ hả? Dương muội lỡ đỏ phải không em ơi? Bộ này đen 2 là tay cánh tiên mọi người. Quần dài nha. Cái nào mà quần chính tóc thì tiếp đọc lỡ. Rồi mã này ghi tiếp đen 2. Đây, đen 2 là tay cánh tiên nè. Rồi, Nguyễn Thanh Thúy khách cũ gửi luôn ok em. Dí đen cho Nguyễn Yến. Rồi, dí đen có tay ha. Dí đen Nguyễn Yến. Rồi, mã này ghi xanh 2. Xanh 2 là tay cánh tiên. À,
đó, nó nhiều kiểu nha mọi người. Lỡ xanh biển và giàu nhuyễn, giàu nhuyễn lỡ xanh biển. Rồi bộ này ghi cho tiết xanh 2 nha, xanh 2 là tay cánh tiên nè, 40 đến 56 kg. Rồi mình ghi cho tiết là xanh 2, 40 đến 56 kg, xanh 2. Rồi lỡ đen luôn rồi mọi người ơi, lỡ đen. Rồi được úp thẳng thôi. Rồi lỡ đen 40 đến 56 kg, lỡ đen. Rồi chốt đơn với lỡ đen nha, quần lỡ ít mẫu lắm đó. Còn là quần dài không à. Rồi bao nhiêu thôi nha. À, nó có mấy mẫu vậy thôi, bây giờ qua đồ khác. Rồi ghi cho tiết xanh đen 40 đến 57 kg, xanh đen. Rồi 40 đến 57 kg, mã của mình là xanh đen, 40 đến 57 kg. Chốt cho tiết là xanh đen nha, 40 đến 57 kg, xanh đen. Nguội. Rồi xả cái màu đỏ này. Lỡ đen cho kim sâm, kim sâm lỡ đen. Rồi dương nguội xả lỡ đỏ. Xanh đại tiếp mọn bộ nè mọi người ơi, 60 đến 67 kg, xanh đại 60 đến 67 kg. Rồi lấy chốt cho tiết xanh đại 60 đến 67 kg, xanh đại. Ôi đẹp quá. Vàng đại nè khách, 60 đến 67 kg, vàng đại tay lưới luôn nè, 60 đến 67 kg. Lỡ đỏ chị Diệu Hạnh. Rồi lỡ đỏ. Rồi chị Diệu Hạnh có lỡ đỏ. Đây khách ơi, vàng đại đẹp quá, 60 đến 67 kg, xuất sắc luôn. Rồi chốt đi khách vàng đại 60 đến 67 kg, cam đại. Đây tay lưới nha, 60 đến 67 kg. Chốt cho tiếng là cam đại. Rồi xuất sắc luôn, cam đại. Rồi bộ này quần chín tấc, 40 đến 57 kg, lỡ xanh. Vàng đại cho Minh Tuyết, Minh Tuyết có vàng đại. Rồi lỡ xanh mọi người, quần chín tấc là tiết gặp lỡ nha, 40 đến 57 kg. Mình chốt tiết là lỡ xanh, bộ này đẹp. À bộ này đẹp nha. Rồi chốt cho tiết là lỡ xanh. Rồi đây xuất sắc, 40 đến 57 kg, beo tay lưới luôn, 40 đến 57 kg, beo quá đẹp luôn nha. Rồi chốt liền beo, cam đại cho Quy Trần, Quy Trần cam đại. Rồi beo. Rồi quá đẹp, 40 đến 57 kg, đen. Pin pin đi đơn, ok pin pin. Rồi đây đẹp quá, đen nè mọi người ơi, 40 đến 57 kg, đen. Đẹp ha. Rồi beo với đen đi, beo với đen đi thích. 40 đến 57 kg, beo với đen. Miễn Yến có beo, Miễn Yến có beo. Rồi cái này hoa mọi người, hoa màu nâu nè. Đó, mình ghi cho tiết hoa nha, bông hoa như thế này. 40 đến 57 kg, có hai bộ hoa. Rồi, khách lấy trước cái tiết hoa 40 đến 57 kg, hoa. Đẹp nha, này quá đẹp luôn á, hoa 40 đến 57 kg. Đi đơn cho Quy Trần, ok em. Đen cho chị Mai Nguyễn Thị Ngọc, ok chị.
Rồi, hoa cho Nguyễn Ngọc. Ok khách. Hoa còn bộ nha khách ơi, hoa còn bộ. Rồi lên đồ đẹp nữa nè. Đang viết chốt rồi nha cả nhà ơi. Rồi đỏ đại nha, 60 đó 67 kg, xuất sắc luôn á. Tay lưới rồi nè. Rồi mình ghi cho tiết đỏ đại. Beo hết, hoa cho kim sum. Hoa kim sum. Hoa còn ai lấy hoa chút hoa. Rồi đây cả nhà mình ghi cho tiết là đỏ đại nè. 60 đến 67 kg đỏ đại. Rồi đen nhí còn nha, đen nhí hả, tí có mở ra rồi ha, 40-57 kg mã là đen nhí. Hoa, rồi để kiếm liền luôn, không có cục này. Ủa sao kỳ vậy ta, nhớ còn. Đây, rồi, rồi nằm bên đây. Nằm bên đây. Rồi David Thịnh có hoa nè. Bộ này ghi đỏ phối, 40-57 kg đỏ phối. Đẹp quá đẹp luôn. 40-57 kg chốt cho biết đỏ phối mọi người ơi. 40-57 kg. Rồi 40-57 kg xanh bơ. Xanh bơ quá đẹp. 40-57 kg xanh bơ mọi người, xanh bơ. Rồi bộ này ngọc đại, 65-70 kg ngọc đại. Nguyễn Ngân là đỏ đại phải không chị? Nguyễn Ngân lấy đỏ đại phải không chị ơi? Ngọc đại 65-70 kg một tiết nha, ngọc đại. Xanh bơ cho Nhung Trinh, xanh bơ tí còn luôn nha mọi người, ai lấy chốt tí xanh bơ nha. Chốt cho tí là bộ này là đây cái tay cục nơ vậy nè. Đen đi mọi người, 40-57 tí đen. 40-57 tí đen. Hai đen này lỗi rồi cả nhà. Đen xanh ngọc lỗi nha. Bỏ ra. Cũng 10-57 kg xanh lưới. Cũng 10-57 kg mã là xanh lưới. Xanh lưới nha mọi người ơi. Dồn đơn cho chị. Ok chị. À, quên nữa chị ơi, khoan để tiếp hỏi là bên tiếp gọi chị chưa. À, nhiều khi tiếp gọi ngoài tiếp không biết là có chốt chưa nữa. Rồi bộ này ghi tiếp cam đại 60-65 kg. Cam đại 60-65 kg. Minh Tiết chưa gọi chốt thì Minh Tiết dồn cho chị được nha. Còn nếu mà gọi rồi là không có dồn được nha chị. Rồi 60-67 kg bi đại. Tròn tròn như thế này ha, bi đại 60-67 kg. Rồi chốt tiết bi đại. Rồi lấy đi cho tiết bi đại 60-67 kg. Mã của mình là bi đại. Xanh lưới cho Nguyễn Yến. Rồi Nguyễn Yến có xanh lưới. Bộ này đẹp lắm. Vàng đại khách ơi, 60-70 kg. Vàng đại 60-70 kg. Xuất sắc. Chân bông mọi người, xanh lưới tiếp mới chốt rồi khách. Xanh lưới mới chốt. Rồi 40-56 kg chốt tiết cam. Cam nha, 40-56 kg mã là cam. Mà cái bộ này cho mọi người xem cái cổ tim nha. Nó nãy giờ chưa có mặc cổ tim.
Ai mới tay. Thấy Hải cao á. Thôi em cỡ hai chị mới số 2. Cỡ thấy Hải cũng kìa. Chị này đo. Hai chị. Đứng rồi. Rồi cả nhà đây, cả nhà nhìn tiếp cái bộ của Tim. Hoàng Đại, Tiết Chố Hương, Ngọc Lan. Rồi ok chị đem bích hình. Đây mọi người nhìn cho biết cái bộ của Tim nè mọi người. Đây. Để người đã nằm lại với Tim tiếp nha. Bộ này ghi cho tiếp là cam 40 đến 57 kg. Đó, bộ Tim như thế này nha. Nó viền như thế này. Rồi cái này ghi cho tiếp đen đại 60 đến 67 kg đen đại. 60 đến 67 kg bộ này đẹp quá nè. 60 đến 67 kg đen đại. Rồi 45 đến 58 kg đỏ. 45 đến 58 kg. Rồi chốt cho tiếp đỏ. 45 đến 58 kg mã của mình đỏ. Rồi 45 đến 58 kg hồng. Mỹ Duyên lấy đỏ. Rồi hồng đi khách. 45 đến 58 cổ giống tí đang mặc. Cổ giống tí đang mặc. Rồi, Nguyễn Ngân ơi, bên tí gọi chốt đơn. Nha, mình chịu khó mới mua lần đầu, chịu khó nghe điện thoại để bên tí xem số điện thoại mình có gọi được không, có liên lạc được không thì bên tí mới gửi hàng. Rồi, mã này ghi cho tí là hồng. Hồng mọi người ơi, 45 cho đến 58 kg nha, hồng. Bốn mươi đến 56 kg hoa nhí. Tim, tim là cái gì? Hồng thủy thôi. Rồi, hoa nhí nha. Không có mã nào là tim hết nha. 40 đến 56 kg đen. Rồi, đen nha mọi người. 40 đến 56 kg mã là đen. Hồ Nguyễn Linh. Rồi 40 đến 56 kg cam đất. 40 đến 56 kg cam đất. Đen do Phạm Hồng. Rồi cam đất. Mười đến 56 kg đen phối, cam phối, đây cái cổ mình ghi cho tiếp là cam phối nha. 40 đến 56 kg cam phối. 40 đến 56 kg cam phối. Rồi 40 đến 56 kg xanh rêu. À vậy hả Linh? Xanh rêu 40 đến 56 kg xanh rêu. Rồi cam đại 60 đến 67 kg cam đại. 60 đến 67 kg. Rồi cam đại. Tay có lưới nha. Cam đại. Rồi đến 56 kg xanh ngọc Phạm Hồng khách cũ gửi luôn ok em nha. 40 đến 56 kg mã là xanh ngọc. Rồi mã của mình xanh ngọc. Cam phối Mỹ Hạnh Lê. Xanh rêu cho hoa lê. Thì đơn sáng với cái này cho Mỹ Duyên ok Mỹ Duyên. Rồi mã này ghi cho tí xanh bơ luôn mọi người ơi.
bốn rồi nó 56 cái xanh bơ. Đây đẹp nha, xanh bơ. Rồi chốt tiếp da đại 60 đến 67 kg da đại. 60 đến 67 kg da đại. Rồi 45 đến 58 kg cam. 45 đến 58 kg, mã của mình là cam. Thẹt da cỏ hai lá. Mặc bộ đồ thành đại gia luôn. Rồi. Rồi, bộ này đại nha, 60 đến 65 kg vàng đại. 60 đến 65 kg vàng đại. Rồi chốt cho tiếp mã của mình vàng đại. Cam cho Trần Cú. 60 đến 65 kg. Rồi vàng đại. 40 đến 56 kg đỏ bi. 40 đến 56 kg đỏ bi. 109.000 thì ánh hủy. 109.000 đỏ bi mọi người. Rồi 45 đến 58 kg hoa nhí. 45 đến 58 kg mã là hoa nhí. Vàng đại cho chị Huy Hào. Rồi đây, bộ này cũng vuông. 40 đến 56 kg xanh ngọc. Đó, cái mẫu này đẹp nha mọi người. Đơn này ngày mai chị, ngày mai bên Tý gọi nha, bắt đầu từ 9 giờ sáng Tý gọi tới trưa. Nói chung gọi gì nào hết đồ vậy thôi. Đó, nói chung là gọi chốt đơn là 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Rồi bộ này ghi cho tiếp là hoa mọi người ơi, 40 đến 57 kg hoa. 40 đến 57 kg mã của mình là hoa. 40 đến 57 kg hoa. Rồi đây đỏ đại 60 đến 70 kg. Xuất sắc. Ở đại khách ơi, 60 đến 70 kg. Rồi chị Mai Nguyễn Thị Ngọc gửi luôn thấp cũ ok nha chị ơi. Ở đây ghi cho tiếp là đỏ đại nha, 60 đến 70 kg. Rồi bên tiếp bán sale không có miễn ship chị. Rồi đây cổ sơ mi. Mình ghi cho tiếp là đỏ đen đại 60 đến 67 kg, đỏ đen đại. 60 đến 67 kg đỏ đen đại. 60 đến 67 kg giùm tiếp nha. Đỏ đen đại. Hoa cho Mỹ Hạnh Lê. Rồi ok Mỹ Hạnh Lê. 60 đến 70 kg vàng đại. 60 đến 70 kg. Rồi chốt tiếp vàng đại. 60 đến 70 kg vàng đại. Rồi bọn này chín tóc mọi người. Ghi cho tiếng là lỡ vàng đại 60 đến 67 kg. Lỡ vàng đại. Ờ hoa. Rồi lỡ vàng đại 60 đến 67 kg. Xanh ngọc cho Vũ Thì. Vũ Thì xanh ngọc phải bộ này không khách? Bộ này đúng không? À, bộ này đó, mình đặt qua một lúc rồi giờ không biết bộ nào. Không biết bộ nào luôn nha.
tại vì khi mà tiếp dơ lên khách đặt á thì lấy liền không lộn, mà bây giờ qua mấy mã rồi không biết mã nào luôn. Rồi 40 đến 56 kg đỏ chữ, 40 đến 56 kg đỏ chữ. Rồi đây da đại 60 đến 67 kg, da đại 60 đến 67 kg, mã của mình là da đại. Rồi 40 đến 56 kg hồng bi, 40 đến 56 kg hồng bi khách ơi, 40 đến 56 kg hồng bi. Bốn mươi lăm đến 58 kg xanh nhẹ, 45 đến 58 kg củ thì xanh ngọc cổ vuông, củ thì xanh ngọc cổ vuông. Rồi ok út hẳn. Gia đại hoa lê. Mỹ ăn cơm chưa? Giờ này tí chưa có ăn cơm. Chưa có ăn cơm. Tối nay ăn phở. Tối nay ăn phở. Xanh nhà cây ly lê. Ăn cơm hoài ngán lắm. Tối ăn phở. Trời đây, thêm đồ đẹp cho mọi người nha. Ô, hiển lên. Rồi, bữa nay ghẹo tiết dữ ha. Rồi đây, đen hết rồi, 40 đến 57 cái đen. Đúng rồi, tối nay ăn phở mà. Rồi đen, 40 đến 57 cái. Mà ngày ăn cơm đi, tối ăn phở cho nó ngon. Đen 40 đến 57 kg. Rồi khách ơi, bộ này đẹp quá. Mình ghi cho tí xanh đại nha. 60 đến 67 kg xanh đại, 60 đến 67 kg xanh đại. Ngay chỗ này có lưới nè. Rồi chốt tiếp xanh đại nha. Đen cho Nguyễn Đông. Rồi ok Nguyễn Đông. Đen. Rồi bộ này mình ghi cho tiếp đen hoa đi. 40 đến 57 kg đen hoa, 40 đến 57 kg đen hoa. Rồi đen tí đã chốt rồi khách, đen đã chốt. Rồi bộ này là hoa nè, nãy giờ cái mã này sáng giờ đọc là hoa nha, hoa màu nâu nè. Rồi chốt tiếp hoa. 40 đến 57 kg hoa nè, bông hoa nè. Rồi khách chốt cho tiếp là hoa nha, 40 đến 57 kg hoa. Ờ, cái bộ tím đẹp quá. 60 đến 67 kg tím đại. Quá đẹp luôn. 60 đến 67 kg tím đại nha. Tím đại nè khách, 60 đến 67 kg. Mã của mình là tím đại. Bốn mươi đến 57 kg lỡ đen. Quần chính tóc là quần lỡ nha mọi người. 40 đến 57 kg lỡ đen. Quần chính tóc là lỡ ha, lỡ đen. 40 đến 57 kg lỡ đen. Hoa cho Mỹ Hạnh Lê. Rồi ok khách. Hoa này nãy giờ nhiều người chốt á, đẹp quá đẹp mà.
tím lại cho Tiết Nga Nguyễn. Bộ này quá đẹp luôn. Rồi Tiết ơi, đen đại dùm Tiết nè. 60 đó, 67 ký đen đại. Ủa mắc mưa hả Thỏ? Mưa. Nó mưa. Tím lại Tiết hết. Còn mưa hả? À con. Chị à, 15 gram lớn. Rồi đây 60 đến 67 ký đen đại. Rồi lấy riêng giùm Tiết nha, đen đại 60 đến 67 ký đen đại. Sáu mươi đến 67 ký hồng đại. Đây khách ơi, 60 đến 67 ký hồng đại. Rồi mã này ghi cho Tiết là xanh đại luôn, 60 đến 67 ký. Đây đẹp quá, đẹp luôn, tay lưới cho mình luôn nha. Rồi ghi cho Tiết là hồng đại, 60 đến 67 ký. Rồi hồng đại khách ơi, 60 đến 67 ký. Rồi đỏ đại luôn, 60 đến 67 ký đỏ đại. Đó toàn là mẫu đẹp không. Lúc này là lúc cuối này là mẫu đang sai đại mà mẫu đẹp không. Rồi chốt cái tiếng là đỏ đại, 60 đến 67 ký đỏ đại. Nâu đại nè khách, quá đẹp nha, 60 đến 67 ký nâu đại. Rồi khách lấy chốt chiếc nâu đại. Mấy chị đại đâu hết rồi, đi nấu cơm hết rồi, nấu cơm hết rồi. Phương Ngọc Lan lấy đỏ đại, ống rộng không có hết. Rồi đen đại nè, đẹp quá đẹp luôn, 60 đến 67 ký đen đại. Rồi 60 đến 67 ký đen đại. Rồi xanh dương đại, 60 đến 67 ký đen đại. Thái Thị Phượng à, 108 bán có 105.000 mà không mua. À, 180.000 bán có 105.000. Xanh à, 109.000 nó lộn, 109. Chị không nhắc em mà chị còn ghi số 5. Xanh dương đại 109 mấy chị ơi. 109. Trời ơi, em nói lộn. Rồi bi đại luôn, 60 đến 67 ký. Trời bò này đẹp quá. Rồi bi đại. Đó giờ chế nào mà đại là vô tha hồ lựa, tha hồ hốt. 60 đến 67 ký bi đại. Xanh dương đại đã chốt rồi đó. Rồi nâu đại luôn nè, bi đại cho chị Thái Thị Phượng. Đó giờ này là chế là chốt thoải mái luôn. Đẹp không luôn. Nâu đại 60 đến 67 ký. À, toàn bộ đẹp không mấy chị ơi. Rồi nâu đại nha, 60 đến 67 ký. Xanh biển đại, công nhận mấy bộ đại xuất sắc. Rồi chị Thái Thị Phượng nâu đại, xanh biển đại. Giờ này là đẹp không. Xanh biển đại. Rồi một bộ không gọi em, chị đơn hai bộ mà. Xanh biển đại. Xanh biển đại. Rồi bây giờ size nhỏ nè, 40 đến 57 ký xanh lá.
Phương Ngọc Lan có xanh biển đại. Trời ơi đẹp nè. Mặc bộ đồ như công chúa vậy đó. Xanh lá này 40-57 kg xanh lá. Rồi 40-57 kg xanh lá. 109.000 á, quá trời rẻ. Rồi đây đẹp quá. 40-57 kg đen. 40-57 kg. Rồi đen. Xuất sắc. Đen mọi người. 40-56 kg đỏ. Cái cổ cưng quá trời cưng luôn nè. 40-56 kg đỏ. Rồi đây đại nha. Xanh đen đại. 60-67 kg xanh đen đại. 60-67 kg đen da lê thúy. Quá đẹp luôn. Bộ này là xanh đen đại mọi người ơi. 60-67 kg xanh đen đại. 60-67 kg. Trời này xuất sắc luôn. Rồi bi đại. 60-67 kg bi đại. Xanh đen đại bi đại. Đại 60-67 kg. Rồi lưới đại mọi người ơi. Ai bộ này đi lại cho tiếp lưới đại. Chiều đồ đẹp không. Đúng rồi. 60-67 kg đó. Lúc này là đồ đẹp không. 60-67 kg. Rồi bộ này 45-58 kg. Chốt tiết cam. 45-58 kg cam. 45-58 kg. Mã của mình là cam. Rồi thì bên em thấy em nha. Chị không có đọc xanh đen. Chị có xanh đen đại thôi em. Rồi lưới đại da mỹ nhân. Đấy, đọc đúng mã thì mới chốt được khách. Mã là hoa đại. 60-67 kg hoa đại. 60-67 kg hoa đại. Rồi 40-56 kg xanh biển. 40-56 kg xanh biển. Xanh biển. Cũng 15-58 kg xanh lá. Cũng 15-58 kg xanh lá. Rồi chị thấy thì phượng xanh biển 40-56 kg nha chị. Rồi cái này xanh lá tiếng luôn. Xanh lá. Trời ơi bộ này đẹp quá. Giơ lại cho mọi người chốt. Rồi xanh biển đã chốt. À xanh biển hãy ơi em rút ra coi đi em. Rồi cái mạc đó màu vàng. Rồi tiếng lấy xanh biển nha. Rồi đây mình ghi cho tiếng là beo 40-57 kg tiền dài em ơi. Rồi xanh lá Nguyễn Trí. Xanh biển. Rồi Nguyễn Trí có xanh biển luôn. Dài mà. Rồi Nguyễn Trí có xanh biển nha, xanh biển còn luôn. Thôi khỏi ai đặt hả luôn. Rồi Nguyễn Trí có xanh lá xanh biển. Bộ này là beo 40-57 kg beo. Rồi xanh biển tiếp còn nha mọi người. Ai lấy thì nói tiếp khúc nha. Ở đằng trước của tí beo nha. Rồi đen nhí. 40-56 kg đen nhí. 40-56 kg. Rồi chốt tiếp đen nhí nha.
thứ 10 đã nằm 16 kg. Beo với Chỉnh Hiệp. Rồi Chỉnh Hiệp có beo. Beo nhí mọi người. Con này đẹp quá nè. 40 đến 57 kg đỏ. Trời ơi tay lưới luôn. 40 đến 57 kg đỏ. Đẹp quá đẹp luôn nha. 40 đến 57 kg đỏ. Rồi bộ này vàng bơ, 40 đến 57 kg vàng bơ. Đẹp quá nè, vàng bơ đỏ cho Nguyễn Chí. Rồi vàng bơ này khách. Rồi đẹp nha. Xuất sắc lắm. Rồi chú liền bộ này vàng bơ. Rồi xanh men đại. 60 đến 67 kg xanh men đại. 60 đến 67 kg. Đẹp quá đẹp xanh men đại. Rồi 40 đến 57 kg nâu. Vàng bơ cho Kiều Oanh. Oanh có vàng bơ. Rồi bọn này để ghi cho Tiết là nâu nè, 40 đến 57 kg nha. Rồi ghi cho Tiết nâu. 40 đến 57 kg nâu. Rồi bộ này cũng đẹp luôn. 40 đến 57 kg xanh đen. Quá đẹp luôn nè. 40 đến 57 kg xanh đen. Rồi xuất sắc luôn xanh đen. Đó, form rất là đẹp luôn. Chốt xanh đen nha mọi người. Rồi bộ này là xanh bơ. 40 đến 57 kg xanh bơ. Đó, xuất sắc nha, ngay chỗ cái eo nè đó. Xanh bơ. 40 đến 57 kg xanh bơ. Bộ này như quần lỡ hay sao? Trời ơi, trời quần đùi nữa. Lỡ là lên luôn đi. Đùi vàng ai chịu thì chốt nha, 85.000 có một bộ thôi. Đùi vàng 85k 40 đến 57 kg. Xanh đen, chị ơi 57 kg à. 40 đến 57 kg, 57 kg mét 6 mới vừa. Nha mấy chị. Chị nào 57 kg mét 6 mới vừa. Rồi mã này ghi đen. Rồi xanh đen tiết chốt cho Chỉnh Hiệp. Chỉnh Hiệp xanh đen. Rồi đen luôn. 40 đến 57 kg là 57 kg phải cao mới vừa. Rồi đen nè mọi người, 40 đến 57 kg đen. Rồi đẹp quá, đen nha. 40 đến 57 kg đen. Rồi đỏ nè khách. 40 đến 57 kg đỏ. Đen cho Ly Trâm. Ly Trâm có đen. Đỏ nè khách ơi, đẹp quá. 40 đến 57 kg đỏ. Rồi đen tí đã chốt rồi khách. Đã chốt đen rồi nha. Bộ này là đỏ. 40 đến 57 kg đỏ. Ghi đơn hay sao chị Lê Trâm? Thấy chị ghi đơn đơn là sao chị? Trời khách ơi, cái này mình ghi chiếc hoa nâu quá đẹp lắm nè. Bông hoa màu nâu nha. 40 đến 57 kg hoa nâu. Rồi chị ra bức hình tí có đọc rõ nha chị. 60 đến 67 kg. Đó, đọc rõ ký như vậy rồi chị. Là 70 kg là không có vừa. Đó, đọc rõ như vậy rồi chứ.
là quá trời rõ ràng luôn. 60 đến 67 kg. Rồi 40 đến 57 kg xanh đen. 40 đến 57 kg xanh đen. Đẹp quá đẹp luôn, mã là xanh đen. 40 đến 57 kg. Dồn đơn. Rồi quên tiết gọi chưa chị? Nếu mà gọi rồi đi đơn rồi là không dồn được nha. Hoa nâu cho Quế Minh. Quế Minh hoa nâu. Cái này mình ghi cho tiết là xanh lưới. 40 đến 57 kg xanh lưới. Chú cho tiết xanh lưới nha. Đây đẹp quá mọi người. 40 đến 57 kg xanh lưới. Đây đẹp quá nè. Rồi xanh hoa. 40 đến 57 kg xanh hoa. 40 đến 57 kg xanh hoa. Rồi bộ đẹp quá đẹp luôn da mọi người ơi. Tức tắc nha. 40 đến 57 kg da. Rồi chốt cái tiết mã hay là da nha. 40 đến 57 kg. Ly trăm xanh hoa. Rồi chốt bộ trên người của tiết là da. Đây đẹp lắm luôn. 40 đến 57 kg da. Rồi xi nguyên có da. Quá đẹp. Bộ này đẹp lắm. Rồi mã này ghi dùm tiết là xanh bi. 40 đến 57 kg xanh bi. Xuất sắc nha, bi nè, chấm bi nè. Rồi ghi cho tiết là xanh bi. Xuất sắc. Dập ly là nhỏ xíu luôn. Xanh bi. Rồi đỏ luôn mọi người. Đỏ lưới nè. 40 đến 57 kg đỏ lưới. Rồi chốt tiết đỏ lưới nha. 40 đến 57 kg đỏ lưới. Rồi đây còn bộ đen nữa. Đen này cổ vuông. Rồi chốt tiết là đen mọi người ơi. 40 đến 57 kg đen. Đen này cổ vuông nha. Chốt tiết đen. Đỏ lưới cho em đi chồng. Ly trần đỏ lưới. Rồi đen đi khách. Đẹp quá đẹp luôn. Đen nha. 40 đến 57 kg đen. Rồi vàng đẹp quá luôn. 40 đến 57 kg vàng. Ấy dây chéo là sau lưng. Rồi chốt cho tiếp là vàng. 40 đến 57 kg. Rồi vàng hết rồi. 40 đến 57 kg vàng. Rồi da luôn. 40 đến 57 kg da. Đẹp quá đẹp luôn. Cái quần phối rất là đẹp luôn. Rồi chốt cho tiếp da. 40 đến 57 kg. Rồi tiếp có vàng đại. 60 đến 70 kg. Vàng đại. Xanh đen đại. Không có khách, không có xanh đen đại nha. Cái này qua lâu không biết bộ nè. Rồi vàng đại 60 đến 70 kg. Rồi lá đại luôn. 60 đến 70 kg lá đại. 60 đến 70 kg. Rồi lá đại mọi người ơi.
đẹp quá đẹp luôn. Hai bộ lá đại, rồi 40 đến 57 ký đỏ, rồi 40 đến 57 ký, chú cho biết là đỏ nha, 40 đến 57 ký mã là đỏ. Cái bộ đùi này lấy hàng xem để trên kệ. Rồi 40 đến 57 ký xanh, 40 đến 57 ký xanh, 40 đến 57 ký xanh. Cam đại các thời 60 đến 70 ký. Cam đại 5 phút nữa nghỉ nha mọi người. Hai bộ bên tiết gọi nha, một bộ không gọi nha, cả nhà lưu ý nha. Đó, cái này là tiết bán sale đi đơn hai bộ, một bộ không gọi chốt đơn nha. Rồi chốt tí đen đại luôn. 60 đến 70 ký nha, đen đại. 60 đến 70 ký. Đen đại. Rồi nghỉ. Nghỉ. Rồi, tạm biệt mọi người nha.